mươi 3340, tìm được hai. Lăng đoạn vân chắp tay phải ở sau lưng, ta cũng không khi dễ ngươi, chấp ngươi một tay. Ngươi, Lục Thanh Bình lập tức tức điên, ngươi cư nhiên xem thường ta như thế. Hắn lập tức giết ra, nói khoác mà không biết ngược, nhìn ta không đánh ngươi thành cặn bã. Bành bành bành, không có mấy chiêu, liền thấy Lục Thanh Bình lui trở lại, nhưng không phải mình đi trở lại, mà là bị một quyền đổ nhào trên mặt đất, trượt lui về. Thế nào, lăng đoạn vân xoa xoa cái mũi, ý khiêu khích cực kỳ rõ ràng. Lăng Hàn cũng âm thầm gật đầu, thực lực của tiểu tử này thật đúng là không tệ, cơ sở rất vững chắc, tương lai không tệ. Cầu bất lý chợt cảm thấy trên mặt nhịn không được, quá to. Như Long, ngươi lên, cầu thiếu, đây không phải để ta lấy lớn hiếp nhỏ sao. Một tên trẻ tuổi dáng người khôi ngô cười nói, nhưng miệng nói như vậy, người cũng đã đi ra, đứng ở trước mặt Lăng Đoạn Vân, như một tòa thiết tháp. Lăng Đoạn Vân không khỏi lộ ra nghiêm nghị, người này không phải tinh thần cảnh, mà là hàng hà cảnh, ở trên tu vi hoàn toàn nghiền ép hắn. Hắn rất mạnh, đánh nhau cùng cấp gần như không đối thủ, nhưng để hắn vượt qua một đại cảnh giới đi chiến đấu. Cái này quá miễn cưỡng, căn bản không có khả năng. Tiểu tử, người có thể tiếp ta ba quyền, ta liền thừa nhận người thắng. Thanh niên khôi ngô xuất thủ, đấm ra một quyền, vừa nặng vừa nhanh. Lang đoạn vân căn bản không có khả năng trốn tránh, đành phải dùng hai tay giao nhau ngăn ở trước người. Bành, một quyền oanh kích, dưới chân hắn lảo đảo, không tự chủ được liền lùi lại 17 bước, chỉ cảm thấy ngực như sôi, khóe miệng đã tràn ra máu tươi. Không tệ, tiếp ta một quyền, thế mà còn có thể đứng. Thanh niên khôi ngô cười to nói, như Long Ca là nổi danh thiết quyền, hai nắm đấm từ nhỏ đã lấy linh dược ngâm, dung nhập thần thiết, cực kỳ đáng sợ. Cùng dai cũng không có mấy cái có thể tiếp được thiết quyền của như Long Ca, một kích liền có thể để cho người ta gãy xương. Tiểu tử, tranh thủ thời gian quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Sau lưng cầu bất lý có mấy người trẻ tuổi nhao nhao kêu lên, nhưng cũng có hai cái tương đối thận trọng, hai tay ôm ngực, một bộ khinh thường, bởi vì bọn hắn còn cường đại hơn thanh niên khôi ngô kia, đương nhiên sẽ không để ý. Tới đón quyền thứ hai của ta, thanh niên khôi ngô nhếch miệng cười nói, chậm đã, lăng hàn mở miệng, đi ra ngoài, vừa rồi lăng đoạn vân chảy máu, để hắn khẳng định, đây chính là hậu nhân của mình. Khi dễ con cháu của hắn, ngóa, ngươi lại là cái gì? Một thanh niên miệng tiện, nhìn lăng hàn quát ba nữ hoàng xuất thủ cách không liền rút người kia một tát thanh thúy vang dội đánh cho người kia tại nguyên chỗ chuyển 10 vòng lúc này mới đặt mông ngồi trên mặt đất hoàn toàn mơ hồ hắn không chết tự nhiên là bởi vì nữ hoàng thấy lăng hàn không có ý tứ giết người lúc này mới chỉ dùng một chút xíu khí lực nếu không thiên tôn chỉ cần phóng thích khí tức người nơi này liền bị chấn thành bọt máu hi hi hổ nữ thì cười ngươi là ai thấy ba người lăng hàn tựa hồ lai lịch không nhỏ cầu bất lý lập tức trầm giọng hỏi. Ta là người như thế nào, người không cần biết. Lăng Hàn thản nhiên nói, nhìn Lăng Đoạn Vân vẫy tay. Tiểu tử, tới, ta dạy cho người mấy chiêu, làm sao đánh bại tên số đại kia. Số đại, thanh niên khôi ngô không khỏi tức giận đến cái mũi muốn bốc khói, mặc dù vóc dáng của hắn lớn một chút, nhưng cùng xấu lại không có một chút quan hệ nha. Chỉ là ba người Lăng Hàn vừa lên liền âm thanh đoạt người, để hắn không dám lỗ máng, cưỡng ép nhịn xuống. Lăng Đoạn Vân cực kỳ cơ linh, hắn không biết Lăng Hàn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng tựa hồ rất nghiêu bức. Hắn nói, tiền bối, không cần phiền toái như vậy, ngài một hơi đánh bại toàn bộ bọn hắn không phải tốt sao, nhất là chó không để ý tới kia, là loại mặt người giả thú, ngài nhất định phải hảo hảo đánh. Lăng Đoạn Vân, cầu bất lý lập tức quát, kêu la cái gì, ta chẳng phải đang ở trước mặt ngươi, lỗ tai lại không biết. Lăng Đoạn Vân móc móc lỗ tai, bộ dáng kia thực sự rất muốn ăn đòn lăng hàn lại cười một tiếng bị người ngăn ở trước cửa nhà khi dễ còn cần khách khí sao tiểu tử này có gan làm người cũng cơ linh ngoài miệng không lưu tình thật có phong thái của hắn năm đó để hắn cực kỳ thích đúng là con cháu nhà mình a à. ta dạy cho ngươi nửa canh giờ bảo đảm ngươi có thể đánh thắng tên kia lăng hàn nói thế nào nhìn người đánh cùng mình tự tay đánh cái nào càng thêm đã nghiền tiền bối ngươi xác định không phải đang nói đùa lăng đoạn vân đương nhiên không tin nửa canh giờ liền có thể để hắn vượt qua hàng hà cảnh. Khôi hài a, à, Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, cơ hội chỉ có một lần, người có thể lựa chọn muốn hay không. Lăng Đoạn Vân có chút do dự, sau đó bỗng nhiên cắn răng, nhìn Lăng Hàn bái xuống. Xin tiền bối dạy tiểu tử, tiểu tử này không tệ, khi cần quyết đoán sẽ quyết đoán, tuyệt không dây dưa dài dòng. Lăng Hàn gật gật đầu, giơ tay lên một cái, đứng lên đi, hắn từ trước đến nay không thích loại tục lễ này, tôn kính một người là từ trong lòng, mà không phải chỉ có bề ngoài hắn lại nhìn về phía đám người cầu bất lý các ngươi chờ nửa canh giờ cầu bất lý đương nhiên không muốn chờ nhưng mặc dù ba người lăng hàn khí thế không hiệt nhưng lớn tiếng dọa người nữ hoàng xuất thủ để hắn cũng bắt giữ không được biết thực lực của mình xa xa không kịp cho nên đối phương nói chờ hắn không dám không chờ mà hắn cũng hoàn toàn không tin chỉ nửa canh giờ chẳng lẽ lăng đoạn vân còn có thể thoát thai hoán cốt phi trừ khi hắn ăn tiên dược lăng hàn tiện tay lấy ra mấy viên thuốc đánh về phía lăng đoạn vân ăn thật là có tiên đan lăng đoạn vân nhìn mấy viên đan dược đen thui kia trong lòng không khỏi bồn chồn bề ngoài cũng quá kém đi thật có thể ăn sao nếu ăn vào tiêu chảy thì làm sao bây giờ nhưng nhìn đến biểu lộ hoàn toàn không quan trọng của lăng hàn lại có khát vọng từ tay đánh nổ thanh niên khôi ngô hắn cắn răng ném ba viên dược hoàn vào miệng cũng không nhấm nuốt trực tiếp ăn vào ha 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 thấy cảnh này đám người cầu bất lý đều cười to. Đan dược càng cao dai, thì càng trói mắt bất phàm, thần dược đương nhiên tự uẩn phi phàm. Vừa rồi mấy viên kia cũng có thể xem như bảo dược. Nói đùa cái gì đấy, chương 3341, đúng là con cháu nhà mình. Bọn hắn biết mình không phải đối thủ của ba người lăng hàn, nhưng lấn lăng đoạn vân lại không có vấn đề gì cả. Lăng hàn điểm một ngón tay lên trán lăng đoạn vân, căn bản không cần vận dụng lực lượng to lớn gì, rút tới quy tắc trí cao, thời gian quanh người Lăng Đoạn Vân ra tốc. Hắn là thiên tôn, quy tắc đã vô hiệu với hắn, nhưng Lăng Đoạn Vân lại chỉ là tinh thần cảnh, thời gian ra tốc đương nhiên hữu dụng. 200 vạn lần ra tốc, đây là khái niệm gì? Ngoại giới qua nửa canh giờ, nhưng chỗ của hắn lại là hơn 200 năm. Như thế vẫn chưa đủ nghiêu bức, Lăng Hàn cũng không có trực tiếp tăng lên tu vi của Lăng Đoạn Vân, vừa vặn tương phản, hắn tản mất toàn bộ tu vi của Lăng Đoạn Vân, sau đó trúc cơ, lại từng bước một tu trở lại. Ngoại giới, Thời gian trôi qua, không cảm thấy chút nào. Nhưng Lăng Đoạn Vân lại biết mình kinh lịch cái gì, hắn không khỏi ngạc nhiên, vị tiền bối này có được thủ đoạn nghịch loạn thiên địa a, đánh tan tu vi của hắn lại trúc cơ, trùng tu. Hắn phát hiện, mấy trăm năm đã lặng yên mà đi, nhưng động tác của những người bên ngoài kia lại chậm đến cực hạn, giống như dừng lại. Đây là thời gian lưu khác biệt, Lăng Hàn tiện tay chỉ ra, lại không có vận dụng pháp trận gì, liền để thời gian lưu của hắn ra tốc không biết bao nhiêu lần mà đám người cầu bất lý căn bản không có phát giác, thực lực này thật sự là mạnh phát nổ. Hắn gặp được cao nhân, quý nhân, hắn vội vàng rút thần niệm về, chuyên tâm tu luyện, dạng cơ hội tốt này nếu bỏ qua, khả năng liền không có lần sau. Đây là bất diệt thiên kinh, hảo hảo ghi nhớ, Lăng Hàn truyền ra một đạo thần niệm, ở trong thức hải của Lăng Đoạn Vân ầm ầm vang động. Hiện tại hắn đã là lục bộ, truyền thừa bất diệt thiên kinh tự nhiên là chút lòng thành, chỉ là Lăng Đoạn Vân có thể ngộ ra hay không, lại là một chuyện khác, có thể nói, khó, khó, khó. Hắn trợ giúp lăng đoạn vân trúc cơ, chế tạo thần cốt tiên khu. Có được quy tắc trí cao, tay cầm ba loại lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới, muốn làm được điểm ấy còn không phải chút lòng thành. Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, lăng hàn thu ngón tay về, nói, đi đánh đi, vâng, tiền bối, lăng đoạn vân cực kỳ cung kính nói, đám người cầu bất lý có khả năng cái rắm cũng không phát hiện, nhưng hắn lại cực kỳ tinh tường, vị tiền bối này cường đại đến cỡ nào, chính là công tham tạo hóa, không cách nào tưởng tượng. Đám người cầu bất lý đều cười lạnh, các người thật đúng là biết diễn A, à, dùng ngón tay ấn vào, có thể tạo ra được siêu cấp cao thủ. Ha ha, thật sự là buồn cười, tiểu tử, mau tới, ta đã đợi không kiên nhẫn. Thanh niên khôi ngô thúc giục nói, xem ta đánh ngươi như thế nào, lăng đoạn vân khẽ quát một tiếng, chủ động giết ra. Tinh thần cảnh nho nhỏ, thanh niên khôi ngô khinh thường nói, một quyền ngưng tụ, đánh về phía lăng đoạn vân. Bành, hai người đối oanh một kích, cảnh tượng khó tin xuất hiện, đằng đằng đằng, hai người đều lùi lại vài chục bước. Lăng đoạn vân không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cái này, đám người cầu bất lý đều kinh ngạc nói không ra lời. Cái này sao có thể, làm sao có thể chứ? Vẹn vẹn nửa canh giờ, ấn cái ngón tay, liền có thể để cho người ta thực lực hoàn toàn khác biệt. Lăng đoạn vân rõ ràng vẫn chỉ là tinh thần cảnh, không có bất kỳ tăng lên gì, làm sao lại đột nhiên mãnh liệt đến tình trạng như vậy bọn hắn nhìn về phía lăng hàn, cái này tự nhiên đều là bởi vì lăng hàn. đây là tồn tại gì a? À? một ngón tay chỉ huy cũng khủng bố như thế. đồng thời, bọn hắn cũng tràn đầy hâm mộ vì cái gì cơ duyên tốt như vậy không rơi xuống trên đầu ca mình. mấy viên thuốc kia, đám người cầu bất lý đều phản ứng lại. đó nhất định là tiên dược mới có thể để cho người thoát thai hoán cốt. chúc cơ thánh dược a, à, tu vi rõ ràng không có bất kỳ biến hóa, nhưng thực lực lại tăng lên vô số lần. Cái này so với trực tiếp tăng lên tu vi còn chân quý gấp một vạn lần, 100 triệu lần. Tu vi tăng lên bao nhiêu chính là bao nhiêu, đây là một quá trình có qua có lại, nhưng căn cơ nền vững chắc lại là sự tình cả đời, có thể được lợi vĩnh viễn. Lại đến, thanh niên khôi ngô giết trở lại, lực lượng có thể địch nổi hắn lại như thế nào, thiết quyền của hắn là từ nhỏ được thần thiết cùng linh dược rèn luyện ra, có được đặc tính không có gì không phá. liền để hắn sinh sinh đánh nổ tiểu tử này, banh banh bành, hắn quơ xong quyền, đánh về phía Lăng Đoạn Vân. Thấy đối phương thế công như mưa, lại thêm thực lực vừa mới tăng lên, Lăng Đoạn Vân vẫn vô ý thức cho rằng, hàng hà cảnh là hiện tại hắn không thể địch nổi, vội vàng trốn tránh, không dám đối kháng chính diện. Cái này để đám người cầu bất lý đều gật đầu, tinh thần cảnh dù sao chỉ là tinh thần cảnh nha. Lăng Hàn lắc đầu, có cái gì phải sợ, không dám đánh sao. Lăng Đoạn Vân không khỏi phát lên ngạo khí, thầm nghĩ trước đó mình đón đỡ một kích của thanh niên khôi ngô không phải cũng không có rơi vào hạ phong sao đến, hắn không còn lùi bước, một quyền đối cứng, oanh, 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 Lăng Đoạn Vân cùng thanh niên Khôi Ngô không ngừng đối oanh, không còn lùi bước, chiêu chiêu đối cứng. Ha ha, coi như lực lượng không sai biệt lắm, nhưng nắm đấm của Như Long Ca là dùng linh dược cùng thần thiết rèn luyện, tương đương với thần binh, cùng hắn đối cứng thật sự là quyết định ngu xuẩn. Chờ nhìn xương cốt của hắn nát tan đi. Ha ha, đám người cẩu bất lý đều cười to, không có hoài nghi đầu quyền của thanh niên Khôi Ngô cứng, ngay cả cẩu bất lý cũng phải thừa nhận. Nếu đánh nhau cùng cấp, hắn cũng không dám đối cứng nắm đấm của thanh niên Khôi Ngô. Chỉ là muốn luyện ra dạng thiết quyền này, không biết ăn bao nhiêu vị đắng, thật không có mấy người có thể luyện. Liên tiếp đối oanh trên trăm quyền, quả nhiên có người nắm đấm thấy máu, nhưng không phải Lăng Đoạn Vân, mà là thanh niên Khôi Ngô. A, à, thanh niên Khôi Ngô phát ra tiếng kêu thảm, chỉ thấy trên quyền của hắn máu thịt be bét, cũng có thể nhìn thấy lõm vào quỷ dị, hiển nhiên là ở trong đối oanh để xương cốt sinh sinh vỡ vụn. Cái này Đám người cầu bất lý trợn mắt hốc mồm, bọn hắn không thể tin được, không cách nào tưởng tượng, thiết quyền như long lại bị đánh thảm như vậy. Lăng đoạn vân thì hào hùng đại sinh, thét dài một tiếng, phát động phản kích mãnh liệt. Phải biết, mặc dù hắn không có khả năng lập tức ngộ ra bất diệt thiên kinh, nhưng được lăng hàn dùng hạt bản nguyên thoáng tăng cường thân thể, khí lực mạnh lại có thể đạt tới mức nào. mươi 3342, đợi thêm nửa canh giờ. Nếu lục bộ phát huy toàn lực, thậm chí có thể ở trong khoảng thời gian ngắn để một phàm nhân tăng lên tới tầng 9, nhưng chỗ xấu là không cách nào tiến thêm một bước. Lăng Đoạn Vân có được không gian tiến bộ cực lớn, Lăng Hàn đương nhiên sẽ không đốt cháy giai đoạn. Chiến chiến chiến, thanh niên Khôi Ngô không còn dám khí lực va chạm, ở lĩnh vực mình am hiểu nhất lại bị người đánh bại, để tự tin của hắn rớt xuống đáy cốc, không còn chiến ý. Không có chiến mấy lần, hắn liền bị Lăng Đoạn Vân đánh bay, triệt để bại trận mặc dù thanh niên khôi ngô bị thua chỉ là vấn đề thời gian nhưng nhìn hắn bị đánh bại bọn người cầu bất lý vẫn dâng lên cảm giác không thể tưởng tượng nổi tiền bối thật sự là hào thủ đoạn một thanh niên đi ra nhìn về phía lăng hàn cung kính thi lễ một cái tại hạ khang hành cũng muốn lĩnh giáo lăng đoạn vân một chút hắn cùng là hằng hà cảnh nhưng mạnh hơn thanh niên khôi ngô rất nhiều sắp đạt tới hằng hà đỉnh phong cung kính như thế một là xác thực lăng hàn thủ đoạn nghịch thiên để hắn không thể không cẩn thận từng ly từng tí thứ hai hắn cũng có một phần tư tâm, vạn nhất Lăng Hàn là loại siêu cấp cường giả du lịch thế gian, chỉ tùy ý liền có thể giúp Lăng Đoạn Vân một tay, như vậy dạng tạo hóa này có thể rơi xuống trên đầu mình hay không. Cho nên, hắn biểu hiện cực kỳ cung kính, muốn cho Lăng Hàn nhìn hắn thuận mắt, đối với hắn cũng điểm một chỉ gì đó. Lăng Đoạn Vân nhìn về phía Lăng Hàn, hiện tại chiến ý của hắn đang nồng. Lăng Hàn lắc đầu, hiện tại khí lực của Lăng Đoạn Vân xác thực cường đại, ngay cả sáng thế cảnh cũng rất khó giết chết hắn, nhưng lực lượng là không bằng hắn khẳng định chơi không lại khang hành kém dòng dã một đại cảnh giới a ta sẽ dạy ngươi nửa canh giờ hắn nói với lăng đoạn vân lăng đoạn vân tự nhiên đại hỉ vừa rồi cũng là nửa canh giờ thực lực của hắn liền xuất hiện bay vọt về chất lại đến nửa canh giờ hắn lại như thế nào đa tạ tiền bối hắn lần nữa hành lễ đám người cầu bất lý đều thấy đỏ mắt bọn hắn cũng muốn bái ở trước mặt lăng hàn cầu hắn chỉ giáo một chút a đáng tiếc Lăng Hàn căn bản không để ý bọn hắn, chỉ nhìn bọn hắn ném ra ngoài một câu. Các người đợi thêm nửa canh giờ. Lăng Hàn nhấn tay, điểm lên chán Lăng Đoạn Vân. Oanh, trong cơ thể Lăng Đoạn Vân lập tức có khí thức kinh người tuôn ra, sôi trào, gầm thét. Làm sao có thể, tu vi của hắn tăng lên, tốc độ này. Nhanh đến mức kinh người. Đám người cầu bất lý đều kinh hô, đây thật là không thể tin nổi, dù ăn tiên dược lại có thể mãnh liệt như thế sao. Gần nửa canh giờ trôi qua, bang, giữa thiên địa đột nhiên nổi lên kinh lôi. Lôi vân cuồn cuộn, thiên kiếp sắp tới, đột, đột phá, đám người cầu bất lý lầm bẩm nói, trên mặt tất cả đều là bộ dáng gặp quỷ. Một ngón tay điểm xuống, đột phá hằng hà cảnh, cái này để người ta làm sao tin tưởng. Mặc dù dưới chạm trần căn bản tính không được cao thủ gì, nhưng cho dù là ở huyền mạc vị diện, đi ra một bước này ít nhất cũng phải trên trăm năm, tư chất kém chút, cần mấy vạn năm, mấy trăm vạn năm cũng không hiếm lạ. Trước đi độ kiếp A, lăng hàn nói lăng đoạn vân vội vàng lên tiếng đi nghinh đón thiên kiếp loảng xoảng bang thiên kiếp lộn xộn rơi đối với lăng đoạn vân tạo thành thương thế không nhẹ không sai biệt lắm nên có chừng có mực a à. lăng hàn nhìn trời không nói thời gian của chúng ta đang gấp ông lôi vân dương động một cái thế mà cấp tốc biến mất hóa đám người cầu bất lý lần này thật sự là kinh bạo người rốt cuộc là ai a à? mở miệng một tiếng ngay cả thiên kiếp cũng tiêu tán bọn hắn làm sao biết trong cơ thể lăng hàn có một đạo lực lượng đặc thù của huyền mạc vị diện cái này về sau thậm chí có thể phát triển thành huyền mạc vị diện thứ hai cùng huyền mạc vị diện liên hệ viễn siêu bất cứ người nào hắn đã vượt ra khỏi quy tắc lại có liên hệ như thế mặt mũi này đương nhiên rất lớn thiên địa cũng phải nhường cho nên thiên kiếp tiêu tán dù sao đã bổ mấy lần tượng trưng là đủ rồi lăng đoạn vân cũng chấn kinh đến không biết nói gì hắn so với người khác càng rõ ràng hơn lăng hàn cường đại nhưng thấy cảnh này vẫn líu lưỡi Nhiêu bức, quá như bức, hắn cảm thấy mình thật sự là đi sao 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 vật, lại có thể được loại cường giả đẳng cấp này yêu ái. Tốt, đi đánh đi, Lăng Hàn phất phất tay, vâng, tiền bối, Lăng Đoạn Vân càng cung kính, trước nhìn Lăng Hàn hành lễ, lúc này mới đi về phía Khang Hành. Tới đi, Khang Hành phản ứng đầu tiên chính là không đánh, dựa vào, ở trước mặt Lăng Hàn, hắn thậm chí ngay cả dũng khí đứng cũng không có, dọa đến chân mềm nhún, còn đánh thế nào nhưng nghĩ tới lăng đoạn vân đạt được tạo hóa hắn lại cắn răng hắn cũng muốn trận chiến này nếu hắn biểu hiện tốt có thể thắng được lăng hàn thưởng thức từ đó cũng thuận tiện dìu hắn một chút hay không nghĩ như vậy hắn liền nhảy ra đến ta lãnh giáo một chút hai người lập tức đánh cùng là hằng hà cảnh nhưng một cái là hằng hà đỉnh phong một cái khác lại mới vừa vào hằng hà trên lý luận tranh lệch hẳn lớn như trời thắng bại căn bản không có lo lắng nhưng lăng đoạn vân lại nghịch phản lẽ thường lực lượng của hắn chỉ hơi kém khang hành mà khí lực lại vô địch phảng phất như tiên kim chỉ có lăng đoạn vân tiến công căn bản không cần phòng ngự chút ưu thế lực lượng kia của khang hành thì có ích lợi gì chiến hơn ngàn hiệp hắn cũng bị lăng đoạn vân một quyền đánh bay còn có ai lăng đoạn vân nhìn bốn phía lộ ra rất bá khí cáo mượn oai hùm đám người cầu bất lý đều thầm mắng nếu không phải lăng hàn một tinh thần cảnh nho nhỏ nơi này chỉ ít có bốn người có thể nhẹ nhõm hành hạ hắn nhất là cầu bất lý, cường giả chảm chân căn bản không cần xuất thủ, một cái ý niệm liền có thể chém. Ta cũng tới lãnh giáo một chút, trong đám người cầu bất lý, một thanh niên đứng dậy. Hắn là sáng thế cảnh, đã là đại thánh, lăng đoạn vân nhìn về phía lăng hàn, nửa canh giờ, hiện tại tất cả mọi người rất hiếu kỳ, lăng hàn còn có thể lại dùng nửa canh giờ, để lăng đoạn vân tăng lên một bậc thang nữa, dảo bước tiến lên sáng thế cảnh hay không. Lăng Hàn có chút trầm ngâm, giúp Lăng Đoạn Vân tăng lên đương nhiên là việc rất nhỏ, nhưng cảnh giới tăng lên quá nhanh cũng không phải chuyện tốt, võ đạo chú trọng chính là căn cơ, căn cơ không có nền vững chắc thì làm sao xung kích võ đạo đỉnh phong. Chương 3343, lăng ra không ngã. Bất quá, hai cảnh giới vẫn là chút lòng thành, cùng lắm thì về sau lại dùng mấy vạn năm đến trùng tu vững chắc. Lăng Hàn gật gật đầu, vậy thì sẽ dậy ngươi nửa canh giờ. Hắn một chỉ điểm qua, thời gian lưu gia tốc, tu vi của Lăng Đoạn Vân lại bắt đầu bão táp. Cũng không lâu lắm, trên thân lăng đoạn vân liền có khí thế cường đại lưu truyền, sông lên sáng thế cảnh. Bang, thiên kiếp ứng thanh mà tới. Đám người cầu bất lý đã hoàn toàn nói không ra lời. Bọn hắn biết, thực lực của lăng hàn cường đại đến làm cho bọn hắn căn bản không có cách tưởng tượng. Có lẽ chính là tiên vương trong truyền thuyết. Đối với bọn hắn mà nói, tiên vương chính là tồn tại cực kỳ cường đại của thế gian. Lăng đoạn vân độ kiếp, nhưng rất nhanh liền bị lăng hàn phất tay tiêu tán. Người ta chờ luận bàn. Ngươi là thiên kiếp xem náo nhiệt cái gì muốn chậm trễ thời gian đúng hay không đám người đã kinh ngạc thành thói quen rồi đến lang đoạn vân hào hùng đại phát khiêu chiến tên đại thánh kia hai người chiến nhưng kết quả đã sớm đoán được lấy tên đại thánh kia bị thua kết thúc còn muốn đánh nữa hay không lang đoạn vân dùng ánh mắt khiêu khích nhìn cầu bất lý gia hỏa này quá ghê tởm hắn rõ ràng cùng trình tư tư hai bên tình nguyện không có làm phiền bất cứ người nào nhưng gia hỏa này lại cứng rắn thỏ một chân vào đối với hắn nhiều lần khiêu khích, hiện tại càng ở trước cửa nhà mình chặn đường. Nếu không phải Lăng Hàn đột nhiên xuất hiện, hắn chắc là bị nhục nhã đến mất sạch tôn nghiêm. Cho nên, hắn không cần khách khí với cậu bất lý. Cậu bất lý cười lạnh, hắn đương nhiên xem thường Lăng Đoạn Vân, đừng nhìn đối phương đã là sáng thế cảnh, nhưng khoảng cách chảm trần không biết có bao xa, hắn vẫn là nhất niệm liền có thể chân áp. Nhưng vấn đề là, nếu như Lăng Hàn lại đến nửa canh giờ, vậy hắn chẳng phải là bị Lăng Đoạn Vân đánh thảm rồi hắn không chịu được cặn bã đánh bại, về sau hắn còn có mặt mũi làm người sao. Coi như số người gặp may, không chơi, cầu bất lý xoay người rời đi, cầu thiếu, đám tiểu đệ kia vội vàng đuổi theo. Lăng Hàn đưa tay, nhấn một cái, ba ba ba, những người này toàn bộ ngã trên mặt đất. Tiền bối, người giết bọn hắn, Lăng Đoạn Vân vội vàng hỏi, Lăng Hàn lắc đầu, chỉ là xóa đi đoạn ký ức này mà thôi. Hiện tại hắn không muốn hiện thế, cho nên quyết không thể tiết lộ bí mật lăng đoạn vân giật nảy mình hắn có thể cũng bị xóa đi ký ức hay không lăng hàn cười cười không cần lo lắng trí nhớ của ngươi đã bị ta xóa sạch cái gì lăng đoạn vân vội vàng vắt hết óc suy nghĩ mình chỗ nào xuất hiện ký ức đứt gãy đi lăng hàn một tay nắm lăng đoạn vân lên nhảy vào trong lăng ra dưới sự chỉ điểm của lăng đoạn vân bọn hắn đi tới nơi ở của lăng đoạn vân thế mà chiếm diện tích khá lớn hoàn cảnh rất yêu mỹ hắc hắc đương đại gia chủ là cha ta Lăng Đoạn Vân nói, khó trách, Lăng Hàn ngồi xuống nói, nói tình huống Lăng ra hiện tại một chút, còn có lịch sử quá khứ. Nữ hoàng cùng hổ nữ đều ngồi ở một bên, Lăng Đoạn Vân do dự một chút, vì sao vị tiền bối này lại quan tâm chuyện này như vậy. Nhưng mà, nếu vị tiền bối này muốn làm gì Lăng ra, như vậy đừng nói hắn, dù năm vị trưởng lão trong gia tộc xuất thủ, cũng căn bản đánh không lại. Hắn liền đàng hoàng nói, tổ tiên Lăng ra đại khái là 500 triệu năm trước từ nơi khác di chuyển tới mới đầu còn có một cường giả phân hồn cảnh, nhưng trọng thương, bị thiên nhân ách chặt đứt thọ nguyên, một mạng ô hô. Sau đó, lang gia liền không có tái hiện cao thủ phân hồn cảnh, thực lực tiến một bước rơi xuống, thành tiểu gia tộc chảm chân. Hơn nữa bọn hắn cũng chỉ có 5 tên cao thủ chảm chân, ở trong thế lực chảm chân xếp cuối cùng, ở trong thành lớn này căn bản không có quyền nói chuyện gì. Vạn nhất lại có mấy chảm chân lão tổ hóa đạo, như vậy địa vị của lăng gia còn tiếp tục rơi xuống. Vấn đề lớn nhất là, nội bộ lăng gia cũng có hai thanh âm đang dẫn phát mâu thuẫn kịch liệt vô cùng có khả năng hình thành nội loạn để tiểu gia tộc này triệt để sụp đổ phân ly vấn đề gia tộc xuất hiện ở trên quyền lực cái này làm vô số gia tộc tan biến không phải lăng gia không phải vấn đề này mà là ở thường nhân xem ra là một sự tình không có ý nghĩa có một phương yêu cầu sửa họ một phương khác thì không đồng ý cũng bởi vì chuyện này nội bộ lăng gia tranh đến mặt đỏ tới mang tai lúc nào cũng có thể đánh nhau thậm chí là một trận chiến tranh phân liệt gia tộc đối với chuyện này lăng đoạn vân cực kỳ hoang mang hắn không hiểu vì cái gì có ba vị trưởng lão có ý nghĩ như vậy sửa họ có ý nghĩa gì lăng hàn lại biết đây là bởi vì quan hệ tới hắn ngay cả thế lực tiên vương cũng bởi vì họ lăng bị ngộ nhận là con cháu của hắn bị chèn ép huống chi một thế lực chảm trần nho nhỏ coi như ngày nào bị xóa đi có ai sẽ để ý cho nên lăng ra có người muốn đổi họ cái họ này đã không thể mang cho bọn hắn vinh quang, chỉ có tai ách, như vậy cần gì phải mang cái họ này. Lăng Hàn có thể lý giải ý nghĩ của bọn hắn, trong lòng có phẫn nộ, đương nhiên là nhằm vào người những hãm hại hậu thế của mình kia. Họ Lăng thì thế nào? Lăng Hàn trầm ngâm một khắc, hỏi Lăng Đoạn Vân, vậy còn ngươi, có muốn sửa họ hay không? Lăng ra tổ huấn, đầu có thể đứt, máu có thể chảy, nhưng họ không thể mất. Lăng Đoạn Vân lập tức đứng dậy, dùng thần sắc kiên định không thay đổi nói tốt lăng hàn gật đầu vỗ bàn một cái có lăng hàn ta ở một ngày lăng gia sẽ không ngã hơn nữa cuối cùng sẽ đứng ngạo nghễ giữa thiên địa để người trong thiên hạ ngưỡng vọng tiền bối ngươi lăng đoạn vân kinh ngạc nhìn lăng hàn ta lăng hàn ngươi chưa nghe nói qua sao lăng hàn hỏi lăng đoạn vân mờ mịt lắc đầu nghe lăng hàn nói tựa hồ cũng là người nhà họ lăng chỉ không biết cao hơn hắn bao nhiêu bối phận một thân thực lực siêu phàm nói ra hào ngôn càng làm cho hắn cảm thấy cảm xúc mãnh liệt, mà không có chút cảm giác đối phương đang khoác lác. Ngươi về sau sẽ biết, Lăng Hàn vỗ vỗ vai Lăng Đoạn Vân, từ hôm nay trở đi, ngươi liền theo ta tu luyện, Lăng ra quật khởi, từ ngươi bắt đầu. Lăng Đoạn Vân đương nhiên đại hỉ, Lăng Hàn chỉ tiện tay chỉ điểm hắn ba lần, hắn liền từ tinh thần cảnh bước vào sáng thế cảnh, như vậy đi theo Lăng Hàn tu luyện mấy ngày, chảm chân, phân hồn, tiên phủ không phải bình thường trong giây phút sau chương 3344, lý tưởng, Lăng Hàn lắc đầu, người bước đầu tiên, chính là tự chém tu vi, tu luyện lại từ đầu. a à, Lăng Đoạn Vân lập tức như cha mẹ chết, vừa mới thu được tu vi sáng thế cảnh, lại muốn đánh về nguyên hình rồi sao? Lăng Hàn cười nhạt một tiếng hỏi, lý tưởng của ngươi lớn bao nhiêu? Lý tưởng, Lăng Đoạn Vân thì thào, hắn nghĩ nghĩ, ta muốn trở thành cường giả, thủ hộ gia tộc, cũng phát dương quang đại Lăng ra. Lăng Hàn gật gật đầu, cười nói vậy dạng cảnh giới gì mới có thể xưng là cường giả lăng đoạn vân lần nữa trầm ngâm trong lòng của hắn tự nhiên là hy vọng có thể trở thành tiên vương nhưng vấn đề là lấy lăng ra xuống dốc hiện tại hắn mới chỉ là tinh thần cảnh ách không sáng thế cảnh lại cùng tiên vương cách xa bao nhiêu khoảng cách trở thành tiên vương cái kia tuyệt không phải lý tưởng mà là một huyễn tưởng phân hồn cảnh hắn nghĩ nghĩ nói phân hồn ở an diệp thành đã có thể được xưng là thế lực cường đại bởi vì thế lực cấp một cũng chỉ là tiên phủ cảnh, chỉ có sáu nhà mà thôi. Lăng Hàn mỉm cười, Lăng Đoạn Vân không có khoe khoang muốn trở thành tiên vương, thăng nguyên gì, cái này rất thực sự. Đừng nhìn Lăng Hàn tiện tay liền có thể tạo ra tiên vương, nhưng cái quần thể này vô luận ở vị diện nào cũng có thể xưng là cường giả đỉnh cao, số lượng ít đến thương cảm. Một thế lực chảm trần nho nhỏ, còn muốn ra một tiên vương. Cái này không gọi lý tưởng, mà là không biết lượng sức. Phân hồn, nhiều nhất chỉ có thể để lang ra ở An Diệp Thành đứng vững bước chân, còn chưa đủ xưng bá, huống chi là nổi danh ở Huyền Mạc Vị Diện." Lang Hàn nói, hắn dừng một chút, lại hỏi, "Trong mắt ngươi, cường giả đỉnh cấp là tu vi gì? Tiên vương sao?" Ừm, um, Lang Đoạn Vân dùng sức gật đầu, "Tu luyện giả nào không muốn trở thành tiên vương? Tiên vương, chân chính siêu thoát, không sợ thiên nhân ách, vạn cổ trường tồn, vĩnh hằng bất diệt." Lang Hàn cười ha ha một tiếng, "Nếu như ta nói cho ngươi ở trên tiên vương còn có một cảnh giới, tên là thiên tôn, người lại có ý nghĩ gì? Thiên tôn, lăng đoạn vân thì thào, hắn há to miệng, trên mặt tất cả đều là không thể tin tưởng. Trải qua thời gian dài, hắn nghe được, biết, đều là truyền thuyết liên quan tới tiên vương, đây là một cảnh giới để cho người ta chỉ có thể ngưỡng vọng, 100 triệu người, không, một ngàn tỷ người tu luyện cũng nhiều nhất chỉ có thể đi ra một vị tiên vương. Lúc này mới xứng với tiên vương cường đại, nhưng lăng hàn lại nói, trên tiên vương thế mà còn có một cảnh giới còn có tồn tại cường đại hơn tiên vương hắn không thể tin được không thể tiếp nhận ngươi cho rằng ta là tu vi gì lăng hàn hỏi tiên vương lăng đoạn vân kết luận lăng hàn mỉm cười tâm niệm vừa động trên người hắn xuất hiện một đạo dị sắc nhưng lập tức lại biến thành tám đạo tiếp lấy lại giảm bớt đến ba đạo lại tăng thêm đến chín đạo không ngừng biến hóa giống như làm ảo thuật lăng đoạn vân lập tức trợn mắt hốc mồm người nào không biết tiên vương dị sắc là không thể nào biến hóa đây là đặc thù tiên vương mấy tầng liền cho thấy mấy đạo dị sắc tiên vương có thể làm chính là bày ra hoặc không bày ra hắn bây giờ thấy cái quỷ gì nữ hoàng không khỏi mỉm cười hổ nữ thì cười ha ha đã sớm ôm bụng cười lang hàn mở miệng nói ta không phải tiên vương mà là thiên tôn tiên vương vận dụng quy tắc ngang bằng thiên địa nhưng thiên tôn lại siêu việt quy tắc trời cũng phải tôn ngươi muốn trở thành tiên vương hay là thiên tôn Lăng Hàn nhìn Lăng Đoạn Vân, ngươi muốn trở thành tiên vương, ta duỗi tay liền có thể để ngươi dảo bước tiến lên cảnh giới này, nhưng nếu ngươi muốn trở thành thiên tôn, thì cần ở mỗi một bước kháng đến mạnh mẽ, nếu không, tùy tiện ở một chỗ nào đó tu không đủ đúng chỗ, ngươi liền vĩnh viễn không có khả năng trở thành thiên tôn. Chính như vừa rồi Lăng Đoạn Vân nói, trong một ngàn tỷ người chỉ có thể ra một tiên vương, mà trong một ngàn tỷ tiên vương, chưa hẳn có một trở thành thiên tôn. Lăng Đoạn Vân không khỏi ngẩn người mê mẩn, trời cũng phải tôn đây là cường đại cỡ nào ta thật có thể trở thành dạng cường giả này sao hắn hỏi có chút mờ mịt không thể trách hắn không tự tin đối với một gia tộc chảm trần nho nhỏ mà nói trở thành phân hồn cảnh cũng là một loại mơ ước xa vời huống chi là thiên tôn lang hàn nói ta không thể bảo đảm ngươi nhất định sẽ trở thành thiên tôn có thể cho ngươi là con đường thông hướng vô thượng cường giả nếu như ngươi thật có năng lực liền có thể đi qua nếu như không có như vậy tiên vương chính là điểm cuối cùng của ngươi lăng đoạn vân do dự nửa ngày ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định sư phụ ở trên xin nhận đồ nhi cúi đầu hắn quỳ xuống lăng hàn thản nhiên nhận hắn cúi đầu con cháu của mình bái lão tổ tông như hắn tự nhiên là phải nhưng thu đồ ha ha ngươi muốn loạn bối phận sao đứng lên đi ta sẽ dạy ngươi tu luyện như thế nào nhưng thu đồ liền miễn đi vì cái gì lúc này lăng đoạn vân lại choáng váng ba hổ nữ cho tiểu tử này một tát tiểu tử ngốc đây là lão tổ tông của ngươi nếu thu ngươi làm đồ, bối phận lăng ra không phải lộn xộn sao. Lúc này lăng đoạn vân mới kịp phản ứng, không khỏi sờ đầu cười ngây ngô. Bắt đầu đi, lăng hàn tiện tay quét qua, liền ma diệt tu vi của lăng đoạn vân, biến thành một người bình thường. Bắt đầu lại từ đầu, lấy bất diệt thiên kinh trúc cơ. Lăng hàn ra chỉ cho lăng đoạn vân thời gian gia tốc, cao tới 200 vạn lần, tốc độ tu luyện của lăng đoạn vân tự nhiên kinh người, vẻn vẹn chỉ một ngày, hắn liền lần nữa về tới tinh thần cảnh. Ở ngoại giới một ngày, với hắn lại là hơn 5.000 năm dài rằng dặc so với hết thảy thời gian tu luyện của hắn còn muốn dài. Kết thúc một ngày tu luyện, trạng thái của Lăng Đoạn Vân thay đổi hoàn toàn. Trong ánh mắt của hắn có một tia tăng thương, nhưng càng nhiều hơn là kiên định, tự tin. Dựng lại căn cơ, tu luyện bất diệt thiên kinh, đánh nhau cùng cấp, chiến lực của hắn cường đại đến không cách nào hình dung. Lăng Hàn không để cho Lăng Đoạn Vân tiếp tục tu luyện, thời gian lưu ra tốc kỳ thật cũng không tốt, dù sao phá hủy quy tắc bình thường của thiên địa, thời gian ngắn một chút còn có thể, quá dài, tệ đoan sẽ vô hạn phóng đại. Thế là, Lăng Đoạn Vân tiếp tục đi võ viện của hắn. chương 3345, Luyện Tâm, Lăng Hàn biết, tiểu tử này còn có một hồng nhan chi kỷ, hiện tại chính là thời điểm thân nhau, một ngày không thấy liền nhớ, huống chi là dưới thời gian lưu gia tốc, đã qua hơn 5.000 năm. Lại để cho hắn tu luyện hơn 5.000 năm, đoán chừng tiểu tử này sẽ tạo phản. Lăng Hàn cũng có tính toán của mình, hắn muốn nhìn lăng gia còn có bao nhiêu người đáng giá bồi dưỡng, tuyệt sẽ không bởi vì đây là con cháu đời sau của hắn, hắn liền không quản nhân phẩm như thế nào, mỗi người đều tăng lên. Coi như trong tay hắn có đầy đủ tài nguyên, hắn cũng sẽ không làm như thế. Mặt khác, hắn còn muốn biết tình huống của đám người lăng kiến tuyết, lăng hy, ở trên người bọn hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, lăng hàn còn muốn ở trong hồng trần lịch luyện, để đạo tâm thông suốt, cảm ngộ đến loại hạt bản nguyên thứ tư, dảo bước tiến lên ngũ bộ. Chỉ cần có được chiến lược thất bộ, hắn tự nhiên có thể đi ngang, lang gia có hắn trèo chống, nhưng trường thanh bất diệt. Cuối cùng, lăng hàn còn muốn tìm kiếm hậu duệ khác, an diệp thành lang gia chỉ là một chi nhánh mà thôi. Huyền mạc vị diện rất lớn, sau khi thôn phệ chín vị diện cao cấp khác, thăng cấp thành vị diện siêu cấp, cương vực của huyền mạc vị diện chỉ ít tăng lên gấp 10, dù lấy thực lực lục bộ của lăng hàn. Muốn ở trong biển người minh mông này tìm tới con cháu đời sau của mình, vẫn là một sự tình cực kỳ khó khăn. Đây cũng không phải là quấn huyền mạc vị diện một vòng, mà là muốn tìm ở từng khu vực, coi như Lăng Hàn lợi dụng huyết mạch cộng minh bỏ qua phần lớn, nhưng vẫn là một công trình vĩ đại. Hắn còn muốn chỉ đạo Lăng Đoạn Vân, cũng không có nhiều thời giờ như vậy cho hắn tiêu xài. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, quyết định trong ngắn hạn liền an tâm chỉ đạo Lăng Đoạn Vân, chờ ra hỏa này có một chút thành tựu, lại rời đi tìm hậu đại. Kỳ thật đơn giản nhất chính là hắn dảo bước tiến lên ngũ bộ, vô địch khắp thiên hạ, như vậy lăng gia liền có thể trọng hiện nhân gian, sau đó đứng lên kêu gọi, hậu thế con cháu đương nhiên sẽ tự mình chạy tới, chỉ là trong đó khẳng định không thiếu người giả mạo, cần hắn lấy huyết mạch tiến hành phân biệt, nhưng tương đối mà nói, lượng công việc này liền nhỏ hơn rất nhiều. Sau khi hạ quyết tâm, lăng hàn liền an tâm ở lại chỗ này, làm một người phàm phu tục tử. Ngày đầu tiên kết thúc, lăng đoạn vân tìm tới, tiểu tử này mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, lão tổ tông, Hôm nay tên chó không để ý cẩu bất lý kia hoàn toàn quên chuyện ngày hôm qua, lại muốn tìm ta phiền phức, kết quả bị ta hai ba chiêu đem đánh ngã thủ hạ của hắn. Ngươi không nhìn thấy biểu lộ của hắn lúc ấy đâu, thật đặc sắc. Lang Hàn cười nhạt một tiếng, thú vị như vậy, vậy ngày mai ta cũng đi tham gia náo nhiệt. A, à, Lăng Đoạn Vân lập tức choáng tại chỗ, người đã là thiên tôn, thế mà còn muốn đi võ viện? Trang bước sao, Lang Hàn cũng không có giải thích, hiện tại hắn đã không cần tu luyện thân thể, muốn rèn luyện chính là tâm linh để hắn hoàn thành một lần thăng hoa, một lần hành động đẩy ra gông cùng xiềng xích, cảm ứng được loại lực lượng bản nguyên thứ tư. Dạng luyện tâm này, không câu nệ ở hình thức, tùy ý mà động, thuận theo tự nhiên. Đến, tiếp tục tu luyện, Lăng Hàn bắt lấy Lăng Đoạn Vân, hôm qua Lăng Đoạn Vân chỉ là trùng tu cảnh giới, quá trình chưa nói tới gian khổ, nhưng từ hôm nay trở đi, hắn sẽ để cho tiểu tử này biết cái gì gọi là tu luyện khó. Nếu không nếm trải khổ đau, làm sao sống qua sinh tử cục. Lăng Đoạn Vân bắt đầu hành trình tu luyện thống khổ, nhìn qua chỉ có một buổi tối, nhưng trên thực tế hắn lại vượt qua chừng trăm năm, bị Lăng Hàn thao luyện thành chó, để hắn kêu cha gọi mẹ, oa oa kêu thảm. Sáng ngày thứ hai, hắn dùng ánh mắt khổ đại thù sâu nhìn Lăng Hàn, tựa như cửu nhân sinh tử. Bất quá, tu vi của hắn lại cực kỳ vững chắc, lấy bộ pháp vững chắc bước vào tinh thần cảnh đỉnh phong, hơi lắng động một chút liền có thể thẳng tiến hàng hà cảnh. Đi, đi võ viện, Lăng Hàn hưng phấn nói, cùng lăng đoạn vân tiến về võ Việt, chuyển đổi một cái tâm tình, từ bỏ hiệu quả và lợi ích, nói không chừng có thể để hắn thu hoạch được minh ngộ. An Diệp Thành có thật nhiều võ Việt, cái này được xưng là già nam phân Việt, là một chi nhánh của già nam võ Việt, người mạnh nhất trong phân viện bất quá chảm trần, hơn nữa cũng không phải mỗi ngày ở đây, 10 ngày nửa tháng, thậm chí mấy năm mới có thể xuất hiện một lần, chỉ điểm một chút. Không có cách, thứ nhất chảm trần liền có thể xưng là lão tổ, thứ hai học viên chảm trần cảnh trong võ viện có thể đếm được trên đầu ngón tay, tuyệt không cần mỗi ngày dạy. Hai người tới võ viện, Lăng Đoạn Vân liền kéo Lăng Hàn đi báo danh. Muốn vào già nam phân viện, cũng không cần phải có tư chất võ đạo hơn người gì, chỉ cần đưa tiền là được. Nơi này thu đương nhiên là tinh thạch, Lăng Hàn tiện tay ném ra một đống tinh thạch, làm người chiêu sinh dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn chầm chầm hắn. Gia hỏa này có tiền như vậy, ánh mắt của Lăng Đoạn Vân quét qua, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh, nơi này khẳng định sẽ có người đỏ mắt, nổi lên lòng xấu xa, muốn ra tay với Lăng Hàn. Nhưng ai muốn xuất thủ, vậy sẽ phải hối hận cả đời. Đây chính là tồn tại nghiêu bức hơn tiên vương A. Lão Tổ Tông quả nhiên là tới trang bức, mấu chốt là trang bức còn không cần lo lắng bị xét đánh, thiên kiếp cũng nghe hắn nha. Tu Vi, xuất thân, tính danh, một người phụ trách đăng ký tin tức cho Lăng Hàn. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, sáng thế cảnh, tán tu, Hàn Lâm, nghe xong lời này, tất cả mọi người nhìn Lăng Hàn một chút chỉ là sáng thế cảnh, căn bản chính là một bàn đồ ăn, hơn nữa vẫn là tán tu, không cần lo lắng giết người cướp của sẽ gặp phải trả thù. Đi thôi, đăng ký tốt tin tức cho Lăng Hàn, hai người liền rời đi. Lăng đoạn vân mang theo Lăng Hàn chuyển khắp nơi, nơi này vẫn rất lớn, có được một ngọn núi, trên núi linh khí sung túc, còn có trận pháp tụ tập linh khí, nhưng muốn ở trên núi tu luyện, như vậy tuyệt không phải ai cũng được, hoặc là thiên tài võ viện nhận định, hoặc chính là hậu nhân danh môn, A Miêu A Cẩu cũng chỉ có phần đỏ mắt. Lăng gia tính không được danh môn, nhưng Lăng Đoạn Vân lại là thiên tài, tự nhiên là có tư cách lên núi tu luyện. Mặt khác, chỉ cần chịu ra tiền, như vậy đồng dạng có thể lên núi, nhưng tốn hao lại không ít, ít có người ra nổi. Chương 3346, các người đều sai một. Lăng Hàn cùng Lăng Đoạn Vân đi tới chân núi, dừng lại, hai người đang muốn lên núi, lại bị người ngăn cản. Lăng Đoạn Vân nhìn Lăng Hàn nhỏ giọng nói, "Lão tổ tông, người cố ý trang bức, ách không, ngài thâm tàng bất lộ, không ai biết ngươi yêu nghiệt, cho nên, ngươi phải trả tiền mới có thể lên núi. Lăng Hàn gật gật đầu, mục đích lên núi chủ yếu là vì nhìn trình tư tư một chút, đến cùng là người thế nào. Hắn giao một khối tinh thạch, cái này có thể để hắn ở trên núi tu luyện 10 ngày, có thể lựa chọn một hơi nghỉ ngơi 10 ngày, cũng có thể đến mấy ngày liền đăng ký mấy lần. Dừng lại, hai người vừa định cất bước, nhưng bị gọi lại, cửu ca, lại muốn kiếm ngoại khoái. Lăng đoạn vân nhìn tên thủ vệ kia, đây là một vị lão nhân của võ viện, thường xuyên làm một ít sự tình ngáng chân, bắt chẹt học viên. Thủ vệ kia cười hắc hắc, ta từ trước đến nay nghiêm ngặt dựa theo quy củ võ viện làm việc, người cũng không nên oan uổng ta. Vậy tại sao ngăn cản chúng ta? Lăng Đoạn Vân hỏi, không phải các ngươi, mà là ngươi. Thủ vệ kia chỉ vào Lăng Đoạn Vân, ta, Lăng Đoạn Vân kinh ngạc, vì sao ngăn ta? Bởi vì sáng nay vừa lấy được võ viện thông chi, tư cách học viên trọng điểm của ngươi đã hủy bỏ, cho nên, muốn lên núi, đưa tiền. Thủ vệ dùng ngữ khí hời hợt nói, ánh mắt nhìn xéo qua Lăng Đoạn Vân, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Lăng Đoạn Vân đầu tiên là sững sờ, sau đó giận tím mặt. Dựa vào cái gì hủy bỏ ta tư cách học viên trọng điểm của ta? Ta trái với quy củ gì của võ viện? Cái này ta cũng không biết, ta chỉ theo lệnh làm việc, người có gì bất mãn, tự mình đi võ viện hỏi. Thủ vệ kia hắc hắc nói, chó không để ý tới, nhất định là hắn. Lăng Đoạn Vân lập tức nói, Lăng Hàn nhìn thủ vệ kia ném ra một khối tinh thạch, sau đó nói với Lăng Đoạn Vân. Đi, lên núi, ừm, Lăng Đoạn Vân gật đầu, cầu bất lý này thật đúng là âm hiểm, bởi vì Trình Tư Tư khẳng định là ở trên núi tu luyện, hắn đây là muốn tách hai người ra. Trình gia là đại gia tộc của An Diệp Thành, chẳng những có cường giả tiên phủ tỏa chấn, hơn nữa là cường giả ngũ bí, chính là hào môn thứ nhất của An Diệp Thành. Có dạng xuất thân này, coi như Trình Tư Tư lại đần độn ngu xuẩn, cũng có thể tùy tiện thu hoạch được tư cách ở trên núi tu luyện. Huống chi nàng là dòng chính chủ mạch, lại có thiên phú tu luyện bất phàm, là công chúa Minh Châu, một mực bị đám người bao vây. Không ai nghĩ tới, Trình Tư Tư sẽ hứng thú với Lăng Đoạn Vân. Mặc dù bây giờ chỉ là cảm thấy hứng thú mà thôi, cũng đã để có ít người bất an. Tỷ như Cầu Bất Lý, Cầu gia cùng là thế lực tiên phủ cảnh, nhưng so với Trình gia yếu một ít, người mạnh nhất gia tộc chỉ là Từ Bí. Hơn nữa, mặc dù Cầu Bất Lý cũng là dòng chính nhưng phái trên còn có hai đường huynh, cái nào cũng xuất sắc hơn hắn, tài nguyên tu luyện trong gia tộc tự nhiên càng thêm khuynh hướng hai người này. Bởi vậy, cầu bất lý đối với trình tư tư tự nhiên cực kỳ để tâm, muốn cưới vị tiểu công chúa này, như vậy địa vị của hắn ở cầu gia khẳng định tăng cao, mà trình gia khẳng định cũng sẽ trông nom hắn một chút. Hiện tại lăng đoạn vân cùng trình tư tư đi có chút gần, cầu bất lý sử dụng ám chiêu, giảm bớt cơ hội gặp mặt của bọn hắn cũng hoàn toàn ở trong tình lý. Ở cầu bất lý nghĩ đến, Mặc dù Lăng Đoạn Vân cũng là Lăng gia thiếu gia, nhưng những năm này tình huống Lăng gia là ngày càng xa sút tinh thạch trong tay Lăng Đoạn Vân khẳng định ít đến thương cảm, muốn để hắn tự trả tiền lên núi tu luyện, vậy khẳng định sẽ để tâm hắn đau chết. Hơn nữa, lần một lần hai có thể, dần dần, hắn còn có tiền sao. Chiêu này của cầu bất lý rất âm, nhưng rất hữu hiệu, một khi giảm bớt thời gian gặp mặt, như vậy tình gì cũng sẽ chậm rãi biến mất. Hai người lên núi, nơi này có từng pháp trận, trong phần lớn pháp trận đều có người xếp bằng tu luyện, lăng đoạn vân một đường nhìn, hắn đang tìm trình tư tư. Thời điểm bọn hắn đi đến đỉnh núi, liền thấy được hai nam nữ đang trò chuyện với nhau, một người trong đó chính là cầu bất lý. Một nữ tử khác bận váy dài lục sắc, hơi thi son phấn, để gương mặt nguyên bản xinh đẹp động lòng người lộ ra càng thêm tinh xảo, dáng người cao gầy, cũng không thấp hơn cầu bất lý bao nhiêu, hầu như đều đồng dạng. Mặt mũi nàng tràn đầy kiêu ngạo, như một tiểu công chúa. Xác thực, Đặt ở toàn bộ an diệp thành, nàng là công chúa, bởi vì nàng chính là trình tư tư, tiểu thư dòng chính của trình gia. Lăng đoạn vân thấy thế, vội vàng kêu một tiếng trình tiểu thư, sau đó liền chạy qua, ngay cả lão tổ tông cũng mặc kệ, để lăng hàn lắc đầu, xem ra tiểu tử này thật đúng là đặt tâm tư ở trên người trình tư tư. Hắn bất động thanh sắc, ở một bên nhìn xem, đối với lăng đoạn vân xuất hiện, cầu bất lý không lộ ra kinh ngạc, ra hỏa này lại không có tiền thế nào, nhưng mấy khối tinh thạch luôn luôn cầm ra được. Chỉ là lần một lần hai người có thể, ba lần bốn lần, mười lần tám lần thì sao? a à, là ngươi, trình thư tư nhìn lăng đoạn vân một chút, gật gật đầu. Ta đang muốn tìm ngươi, nghiên cứu thảo luận chiêu thu phong phất diệp kia. Tốt tốt, lăng đoạn vân vội vàng gật đầu, trên mặt cười như hoa. Lăng hàn ở một bên nhìn xem, không khỏi lắc đầu. Xem ra, đây là mặt nóng rán mông lạnh rồi, mặc dù lăng đoạn vân đối với người ta cực kỳ để bụng, nhưng vị trình tiểu thư kia cũng không có nhiệt tình quá lớn đoán chừng bình thường trình tư tư đối xử mọi người quá mức lãnh ngạo bởi vậy đối với lăng đoạn vân dù chỉ có chút chú ý liền để cầu bất lý cho rằng giữa bọn họ có quan hệ gì kỳ thật là phản ứng quá độ theo trình tư tư lăng đoạn vân xuất thân thật là quá mức hèn mọn làm bạn chơi có lẽ có thể nhưng nói đến muốn trở thành tình lữ nàng là tuyệt đối không để vào mắt không bài trừ có chút danh môn khuê tú không nhìn môn đăng hộ đối giống như mẫu thân đối với phụ thân nhưng quá ít quá ít mà lăng hẳn cũng không thấy nàng là một người trong đó Nói đến Thu Phong Phất Diệp, ta cũng có chút kiến giải, không bằng cùng một chỗ thảo luận. Cầu Bất Lý nói, hắn nhịn không được nhìn lăng hàn một chút, luôn cảm thấy ra hỏa này để hắn phát lên một loại hàn ý không cách nào hình dung. Kỳ quái, bọn hắn rõ ràng chưa từng gặp qua, vì cái gì mình sẽ có cảm giác như vậy? Chương 3347, các ngươi đều sai hai. Chẳng lẽ là vì tướng mạo, nhưng hắn là ai a? À? Chảm Trần lão tổ, làm sao lại bởi vì ai tướng mạo dọa người liền sinh ra hàn ý? Cổ quái, vậy thì cùng một chỗ đi. Trình Tư Tư không đợi Lăng Đoạn Vân biểu đạt ý kiến, liền trực tiếp làm ra quyết định. Lăng Hàn âm thầm lắc đầu, cô nương này thực không có để Lăng Đoạn Vân ở trong lòng, nếu không lúc này dù không kiên quyết tự tuyệt, cũng nên uyển chuyển biểu thị không chào đón cầu bất lý. Lăng Đoạn Vân rơi vào lưới tình, cũng không trách Trình Tư Tư, chẳng qua là cảm thấy cầu bất lý qua cho má. Ba người cùng một chỗ thảo luận, cái gọi là thu phong phất diệp kia chính là một kiếm chiêu, tràn đầy biến hóa, là bọn hắn vừa mới học được, ở trong thời gian quy định cần hoàn toàn nắm giữ. Lăng đoạn vân cùng cầu bất lý đều tranh nhau biểu hiện, bọn hắn miệng thảo luận thao thao bất tuyệt, trong tay cũng cầm kiếm khoa tay, như hai con khổng tước tranh nhau biểu hiện. Lăng hàn ở một bên nghe, không khỏi ngáp một cái, hắn đã sớm nhảy ra phạm trù chiêu thức, tự nhiên không hề có hứng thú. Sai, một thức này biến hóa hẳn là từ dưới mà lên, mà không phải từ trên xuống dưới. Cầu bất lý ngạo nghễ nói, ngươi dùng như vậy, sẽ để cho uy lực kiếm pháp hạ xuống 1%, mặc dù không nhiều, lại không có khả năng đạt tới hoàn mỹ. Nói bậy, hẳn là từ dưới lên, Lăng Đoạn Vân tự nhiên không cam tâm chịu thua. Hai người rằng co, ai cũng ép không qua ai, đây là thảo luận kiếm chiêu, cũng không phải ai thực lực mạnh hơn. Cậu bất lý xem như chảm trần cảnh cũng không thể một tay đánh bay Lăng Đoạn Vân. Vậy thì dùng Vân Tâm Thạch đến định. Trình Tư Tư nói, Vân Tâm Thạch là một loại đá đặc thù, sau khi nhận đả kích sẽ co vào lực đả kích càng lớn, số tầng co vào sẽ càng nhiều. Bởi vậy, cái này có thể dùng để khảo thí uy lực của chiêu thức. Bọn hắn mang tới hai khối vân tâm thạch, do trình tư tư làm nhân viên khảo thí, tránh cho song phương có người gian lận. Nàng trước lấy lý giải của lăng đoạn vân đánh ra thu phong phất diệp, đánh vào trên vân tâm thạch, lập tức để vân tâm thạch co lại 11 tầng, lại lấy lý giải của cầu bất lý đánh ra một chiêu đồng dạng, chỉ thấy vân tâm thạch co lại 12 tầng. Mặc dù chỉ tranh lệch một tầng, nhưng đúng là lăng đoạn vân thua. Cầu bất lý lập tức lộ ra ngạo nghễ, lấy tư thái dương dương đắc ý nhìn lăng đoạn vân. Kỳ thật đây cũng không phải là hắn lý giải, mà là thỉnh giáo một vị cường giả gia tộc. Trình tư tư không khỏi lộ ra thất vọng, nàng đối với lăng đoạn vân nhìn với con mắt khác, chính là cảm thấy lăng đoạn vân ở trên võ đạo có chút thành tựu, thiên mã hành không, để nàng nổi lên chút hứng thú. Nhưng ngay cả cầu bất lý cũng không bằng, kia thật là ánh mắt của mình xảy ra vấn đề. Cũng phải, bất quá là thế lực nhỏ chảm chân, lại có thể bồi dưỡng được nhân tài gì. Nàng lập tức có loại cảm giác tẻ nhạt vô vị, lắc đầu. Ta muốn đi tu luyện, chậm đã, Lăng Hàn mở miệng, đời sau của mình thua, hắn tự nhiên ngồi không yên. Các ngươi đều sai, đều sai rồi, nói giỡn, ngươi là ai a, à, dám nói bọn hắn đều sai. Gia hỏa này đi cùng Lăng Đoạn Vân, vậy khẳng định là giúp đỡ Lăng Đoạn Vân. Cầu bất lý cười lạnh, a, à, sai ở nơi nào, ngươi cũng không nên ăn nói lung tung nếu không ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận không kịp. Ngươi đang uy hiếp ta, lang Hàn cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia hung mang. Trong khoảnh khắc đó, tâm thần của cậu bất lý bị đoạt, trong đầu chỉ còn lại có trống rỗng. Khi hắn lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy toàn thân đều là mồ hôi lạnh, càng có một loại hư thoát không nói ra được, đâu còn dám nói gì nữa. Trình Tư Tư nhìn ở trong mắt, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Cầu bất lý yếu thế, cậu gia thiếu gia tự cao tự đại cỡ nào, hơn nữa còn là trảm trần lão tổ mặc dù đây là bởi vì hắn tu luyện vài ức năm nhưng võ đạo mỗi tranh lệch một đại cảnh giới cái kia chính là thiên địa cách biệt huống chi trảm trần so với sáng thế cảnh là rãnh trời cổ quái nữ tử này cuối cùng là con mắt về phía lăng hàn nhìn lại lại là như thế nào cũng nhìn không ra trên người lăng hàn có cái gì lạ thường chỗ lại có thể đem cầu bất lý đều là chấn trụ a à, ngươi nói một chút hai người bọn họ vì cái gì toàn sai rồi nàng mở miệng hỏi cầu bất lý cũng nhìn lăng hàn hắn đã tỉnh hồn lại, vì vừa rồi mình phản ứng cảm thấy xấu hổ không giải thích được. Một sáng thế cảnh nho nhỏ, thế mà dọa đến hắn chảy ra mồ hôi lạnh. May mắn không có ai biết, không thì mặt mũi của hắn ném đến trong khe A. Nếu ngươi không có thể nói hợp lý, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Hắn nói, Lăng Hàn căn bản không để ý hắn, chỉ cười nhạt một tiếng. Đây là cái kiếm chiêu rác rưởi gì, sai từ đầu đến đuôi, dám chó không kêu lời này cũng chỉ có lăng đoạn vân mới tin tưởng không nghi ngờ thiên tôn sao sẽ nói bậy nhưng trình thư tư cùng cầu bất lý lại lộ ra phẫn nộ bởi vì thức kiếm pháp bị lăng hàn xem thường này chính là đại năng tiên phủ cảnh sáng tạo tên chu mang chu mang chính là siêu cấp thiên tài chỉ là một giới tán tu một đường vượt trông gai y trở thành tiên phủ đại năng như bây giờ bất quá chu mang một lòng võ đạo đến nay không có kết hôn tự nhiên không có dòng dõi tổ kiến gia tộc gì mà sáng lập già nam học viện hắn không có tư tâm dạy dỗ rất nhiều đệ tử ưu tú bởi vậy thế lực lớn nhỏ trong an diệp thành đều cực kỳ tôn kính hắn có được địa vị cực kỳ siêu nhiên hiện tại lăng hàn lại nói chu mang sáng tạo kiếm thức sai từ đầu đến đuôi thậm chí còn nói dám chó không kêu đây là nhục nhã chu mang như thế nào sáng thế cảnh nho nhỏ cũng dám nhục nhã trưởng giả ngươi là muốn chết hay sao cầu bất lý lạnh lùng nói mặc dù trình tư tư không có nói chuyện nhưng gương mặt xinh đẹp lạnh lùng Lăng Hàn tiếp nhận kiếm của Lăng Đoạn Vân, thản nhiên nói. Nhìn xem, hắn tiện tay múa, dùng cũng là thu phong phất diệp, kiếm ý tương thông, chi tiết thì thay đổi hoàn toàn. Phốc, một kiếm đâm vào trên vân tâm thạch, nếp gấp tầng tầng xuất hiện. 29 tầng, trình thư tư, Cẩu bất lý đồng thời lộ ra chấn kinh, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình, ngay cả Lăng Đoạn Vân cũng hết sức kinh ngạc, bởi vì Lăng Hàn là áp chế lực lượng, tương tự trình thư tư, đồng dạng một kiếm thức lại uy lực tăng lên gấp đôi, thật sự là như bức. Trường 3348, tâm cảnh sinh biến. Lăng Hàn tiện tay ném kiếm cho Lăng Đoạn Vân, cười nói. Như thế nào, trình tư tư cùng cầu bất lý đều im lặng, bọn hắn điểm ấy nhãn lực vẫn phải có, Lăng Hàn cũng không hề dùng tới lực lượng siêu việt trình tư tư, cái này hoàn toàn chính là chiêu thuật nghiền ép. Chẳng lẽ bọn hắn tu kiếm pháp thật sự là sai từ đầu đến đuôi. Hai người không khỏi mờ mịt, nhưng Chu Mang là ai? Người ta là bất thế thiên tài dựa vào mình tìm tòi mới từng bước một đi tới tiên phủ cảnh, tương lai nói không chừng còn có thể trở thành thăng nguyên đại năng, thế mà bị một sáng thế cảnh triệt để hạ thấp xuống. Mặc dù thức kiếm pháp này cũng chỉ là chu mang ở thời điểm chảm chân sáng tạo, nhưng lại không biết vượt qua lăng hàn hiện tại bao nhiêu lần. Ngươi nhất định là gian lận, trình tư tư không muốn tin tưởng, Lang hàn mỉm cười, tốt, ta có thể dạy kiếm pháp cho ngươi người tự mình luyện một chút chẳng phải sẽ biết. Hắn hiện trường làm mẫu, đây bất quá là hắn tùy ý sáng tạo, căn bản tính không bí pháp gì, tự nhiên không ngại để người khác học. Lăng Hàn bắt đầu dạy, mà chẳng những trình tư tư đang học, Lăng Đoạn Vân cũng đang động theo, ngay cả cầu bất lý cũng kìm lòng không được bắt trước. Bốn người cùng một chỗ luyện kiếm, tự nhiên gây nên người khác chú ý, chậm rãi vây quanh. Biết được ngọn nguồn, tất cả mọi người không tin, Lăng Hàn lại có thể cải tiến thu phong phất diệp đến uy lực lớn hơn gấp 2, liền đi theo học luyện, lấy chứng minh Lăng Hàn là sai. Chu mang ở trong lòng đám người như thần thánh, không thể xâm phạm. Bọn hắn học rất nhanh, bởi vì Lăng Hàn xác thực chỉ cải tiến một thức kiếm pháp, kiếm ý vẫn còn, chỉ là chi tiết toàn bộ thay đổi. Bọn hắn từng cái lấy vân tâm thạch đến khảo thí kiếm uy, kết quả. Mỗi người đánh ra kiếm pháp uy lực đều có chỗ tăng lên, có chỉ là nửa thành, có thì ba thành bốn thành, mạnh nhất có thể tiếp cận chín thành. Đây là sự tình như sắt thép, trải qua Lăng Hàn cải tiến, thức thu phong phất diệp này xác thực uy lực càng mạnh. Chu mang thế mà không bằng Lăng Hàn, không không không, Chủ đại nhân ở thời điểm trảm trần liền sáng chế ra thức kiếm pháp này. Lúc ấy lão nhân gia ông ta còn không có thúc đẩy tu vi đến tình trạng đại thành ở trên chiêu thuật xuất hiện chút tỷ vết cũng là chuyện rất bình thường. Đúng đúng đúng, khẳng định là như thế. Tất cả mọi người gật đầu không thôi. Đây mới là giải thích hợp lý. Chỉ là có chút người thông minh lại không cho là như vậy, bởi vì lăng hàn vẹn vẹn chỉ là sáng thế cảnh, lại cải tiến kiếm pháp của trảm trần lão tổ sáng tạo, đây là vô cùng kinh người. Giống như trình tư tư, đôi mắt đẹp sáng rực giống như phát hiện đại lục mới. Lăng Hàn chỉ cười cười, hắn còn không đến mức đi cùng một tiểu bối tiên phủ cảnh so sánh, tùy tính như thế là vì, hắn cảm giác tâm linh của mình giống như có một chút biến hóa vi diệu. Lúc trước, hắn quá để ý tu vi tăng lên, ở dưới các loại đãi ngộ bất công, áp lực cực lớn để hắn tiến cảnh hết sức rõ ràng. Hắn chính là người áp lực càng lớn, động lực càng đủ. Nhưng áp lực có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu, như loại tu vi gặp bình cảnh này, áp lực để hắn sinh ra cảm giác cực kỳ cấp bách. Kỳ thật đối với đột phá không có trợ giúp gì. Hiện tại nhẹ nhàng vui vẻ, lập tức để hắn có loại cảm giác không giống. Phó đạo buông lỏng một hơi, hắn cảm thấy mình chọn đúng đường. Đối với đột phá hắn y nguyên khát vọng, nhưng ở trên tâm tính lại càng muốn làm ung dung không vội, nhạt như thanh phong. Quần chúng vây xem nói một chút tự nhiên ai đi đường nấy, nhưng trình tư tư lại đối với lang hàn hết sức hứng thú, hỏi: vị này là a à, hắn là một vị trưởng bối của ta. Lang đoạn vân vội vàng nói. Trưởng bối, trình tư tư gật gật đầu, cũng không có cảm thấy kỳ quái, trong võ viện từng học viên tranh lệch cảnh giới cực lớn, về tuổi có khác biệt to lớn cũng rất bình thường, tỉ như cậu bất lý chính là người vài ức tuổi. Nàng đang muốn nói, đã thấy ba đạo nhân ảnh phân biệt từ địa phương khác nhau bay tới, từng cái đều là mặt giận dữ. Không được, gương mặt xinh đẹp của nàng hơi biến sắc, cậu bất lý lại cười trên nỗi đau của người khác, cười nói. Mã bang lão sư, Diệp Hoành thành lão sư, Thi Cương lão sư, chẳng những đều là tứ trảm lão tổ, hơn nữa, thụ nghiệp ân sư của bọn hắn chính là Chu Mang Chu Đại Nhân. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Lăng Hàn, lo lắng nói. Ba vị này đối với Chu Đại Nhân là tôn kính như cha, người xuyên tạc kiếm chiêu của Chu Đại Nhân, bọn hắn khẳng định sẽ tìm ngươi tính sổ. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy ba người mã bang đã đi tới. Chính là người này, Diệp Hoành Thành chỉ vào Lăng Hàn, thần sắc bất thiện. Hắn đương nhiên là tức giận, trước đó đột nhiên nhận được tin tức, có người xuyên tạc kiếm chiêu của lão sư, còn đưa tới đám người vây quanh, hắn lập tức hỏa khí sông lên đầu, này làm sao có thể chịu. Thế là, hắn lập tức chạy tới, không nghĩ tới mã bang, thi cương cũng nghe được tin tức trước tiên chạy tới, không hẹn mà gặp. Ba vị lão sư, chính là người này xuyên tạc kiếm thức của Chu Đại Nhân. Cầu bất lý vội vàng nói, ba người mã bang đều dùng ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm lăng hàn, giống như hắn là hung nhân tội ác tay trời. Lăng hàn cười nhạt một tiếng, tùy tâm mà động cái này có cái gì không đúng sao ba người mã ba ngược lại không có lập tức chất vấn mà hỏi trước một chút biết được lăng hàn sửa chữa kiếm thức quả thật làm cho uy lực kiếm pháp đại tăng cái này khiến bọn hắn đều tìm không ra một chút lý do muốn báo nổi cũng tìm không thấy địa phương thi cương nói người đã thông minh như vậy vậy thì tới sửa đổi thức kiếm pháp cuồng phong dương lãng này một chút chính là sư tôn đại nhân ở phân hồn sáng tạo được mấy vị tiên phủ đại nhân ca tụng là bảo học chân thế ba vị trảm trần cảnh lão tổ này đến học viên vừa mới tản đi tự nhiên nhao nhao chạy trở lại tiếp tục xem náo nhiệt được nghe thi cương nói bọn hắn không khỏi kinh hô nghe một chút thức kiếm pháp này có lai lịch gì ngay cả tiên phủ đại nhân cũng tán dương cái này không thể nghi ngờ cho lăng hàn áp lực cực lớn đừng nói hắn có thể cải tiến hay không coi như có thể ngươi dám sao cái kia không phải là đang đánh mặt chư vị tiên phủ đại nhân sao lăng hàn suy một tiếng không có hứng thú lớn mật thi cương lên giọng trương 3349 quét bay. Vậy ngươi còn không mau mau quỳ xuống, thỉnh tội với sư tôn đại nhân. Cái này lại bằng cái gì?" Lăng Hàn cười nói, "Ngươi đã vô năng sửa chữa cuồng phong dương lãng, nói rõ trước kia ngươi là đang cố lộng huyền hư." Diệp Hoành thành từ tốn nói, "Quỳ xuống." Mã Bang thì nghiêm nghị quát, thanh âm lập tức nổ tung ra, phảng phất như kinh lôi. Nếu như Lăng Hàn thật sự là sáng thế cảnh, bị tiếng quát này khẳng định quỳ xuống đất, đây chính là một tên trảm trần lão tổ tận lực nhằm vào. Chỉ là ở trước mặt thiên tôn, tiếng quát này tính toán là cái gì? Lăng Hàn thẳng thắn mà làm, nguyên bản không có tính toán nhầm vào ai, nhưng thấy ba người này bức bách, hỏa khí của hắn tự nhiên cũng nổi lên. Hắn nghĩ tới mình phải khiêm tốn, liền muốn đè xuống hỏa khí, nhưng lập tức tưởng tượng, hắn muốn sung kích ngũ bộ, không phải buông lòng ra, tùy tâm mà làm sao. Nghĩ như vậy, hắn liền nhếch miệng cười một tiếng, nếu như ta không quỳ thì sao, vậy ngươi còn muốn lật trời sao, mã bang xuất thủ, chộp về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn tùy ý vung tay, hưu, mã bang liền bị quét bay ra ngoài, trong nháy mắt biến thành một chấm đen nhỏ, biến mất ở chân trời. Cái này, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, một tên chảm trần lão tổ bị sáng thế cảnh vung tay lên liền đánh tới chân trời, đây là nằm mơ sao. Làm giảng sư, nên làm gương tốt, chức trách của các ngươi là thụ nghiệp dạy người, không phải xính hung đầu ác. Lăng Hàn nhìn thi cương cùng Diệp Hoành Thành giảng đạo lý. Hai người kia lạnh dung, bọn hắn cùng mã bang thực lực tương đương, ngay cả mã bang cũng không phải đối thủ của Lăng Hàn, như vậy bọn hắn khẳng định cũng như thế. Gia hỏa này không phải sáng thế cảnh gì, tuyệt đối là đang trang bước. Đi, hai người vội vàng lui, thấy Lăng Hàn không muốn ngăn cản, dưới chân không khỏi chạy càng nhanh. Người có biết, người xông ra đại hỏa hay không? Trình tư tư cười nhẹ nhàng nhìn về phía Lăng Hàn, ba người kia là cao thủ mạnh nhất của phân viện, nếu bọn hắn không địch lại, khẳng định sẽ đi bản bộ tìm người mạnh hơn, tỉ như phân hồn cảnh, thậm chí là Chu Mang đại nhân, Chu Mang đã bồi dưỡng được hai tên đồ đệ phân hồn, 17 tên chảm trần, mà người có danh phận thầy trò thì càng nhiều, có trưởng lão thậm chí gia chủ của các đại gia tộc, nếu những người này bị kinh động, như vậy lăng hàn tương đương với đối đầu toàn bộ An Diệp Thành. Mau tới cầu ta, nếu bản tiểu thư đột nhiên miền lòng, nói không chừng sẽ giúp người nói lời hữu ích. Nàng có chút hăng hái, nếu như có thể thuần phục nam nhân kiệt ngạo bất tuần này, đối với nàng mà nói chính là một loại cảm giác thành tựu rất lớn lăng hàn mỉm cười ngươi một tiểu nha đầu có thể có biện pháp nào ngươi dám xem thường ta trình tư tư nhíu mày lộ ra vẻ giận dữ ngươi là trình gia gia chủ hay cường giả tiên phủ cảnh lăng hàn hỏi đến trình tư tư cứng lại sau đó lại nói cho nên ngươi nói chuyện có thể làm được cái gì ta trình tư tư căm tức nhìn lăng hàn nếu như nàng thực sự quyết định giúp lăng hàn vậy khẳng định sẽ núng nịu để trình ra gia chủ ra mặt, nhận lỗi với Chu Mang, tin tưởng vẫn có thể bỏ qua việc này. Nhưng Lăng Hàn lại dám nói như vậy, để nàng hoàn toàn không có tâm tình cầu tình thay Lăng Hàn. Quản ngươi đi chết, nàng hư một tiếng, quay đầu, lộ ra cực kỳ kiêu ngạo. Lăng Hàn hoàn toàn không có để ở trong lòng, nhấc chân bắt chéo, yên lặng theo dõi kỳ biến. Cái này có thể coi như là một khảo nghiệm với trình tư tư, khảo nghiệm đương nhiên là nàng xứng với lăng đoạn vân hay không, chỉ có mỹ mạo vậy thì có tác dụng gì, trên đời này không bao giờ thiếu mỹ nữ. Từ hiện tại đến xem, Trình Tư Tư biểu hiện hoàn toàn không có đạt tiêu chuẩn. Chỉ một lúc sau, lại có 7 người tới, ngoại trừ thi cương cùng Diệp Hoành Thành, còn có hai tên chảm trần lão tổ, ba tên khác thì là phân hồn cảnh. 7 người này đều là đệ tử của Chu Mang, biết được có người dám can đảm ô nhục sư tôn của bọn hắn, càng đánh bay một vị sư đệ, bọn hắn tự nhiên tức giận không thôi. Các hạ đến tột cùng là người nào? Một tên phân hồn cảnh hỏi: "Ngươi là ai?" Lăng Hàn hỏi lại, phân hồn cảnh kia lộ ra vẻ giận dữ, nhưng lại ép xuống. "Tại Hạ Lưu Quân, a, à, có việc?" Lăng Hàn rất tùy ý hỏi. Lưu Quân chọc giận gần chết, "Vừa rồi ngươi không nói tên họ còn chưa tính, hiện tại ta cũng đã báo tính danh, ngươi vẫn không để ý tới, đây là cố ý đùa nghịch người sao?" "Lưu sư huynh, ta đã nói, loại cuồng đồ này không có gì phải khách khí, trực tiếp bắt." Tên phân hồn cảnh bên cạnh nói, lộ ra vẻ không kiên nhẫn tốt, trước bắt, Lưu Quân gật đầu, lúc đầu hắn muốn tiên lễ hậu binh, dù sao Lăng Hàn một kích đánh bay mã bang, biểu hiện ra thực lực vô cùng kinh người, nhưng Lăng Hàn căn bản không có phóng ra một tia thiện ý, để hắn cảm thấy không cần thiết cùng Lăng Hàn nói chuyện. Đồng loạt ra tay, ba phân hồn cảnh đồng thời công về phía Lăng Hàn, muốn bắt hắn. Lăng Hàn tùy ý phất một cái, hưu, ba người Lưu Quân liền bay về phía thiên không, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Ngoá, mọi người không có ai không phun đầu lưỡi ra, đây chính là ba vị cường giả phân hồn cảnh A, thế mà cũng bị vung bay. Phải biết, mã bang bị quét bay sớm nhất đến nay còn không có chạy trở lại, đây là bị phiến đi nơi nào. Trình Thư Tư cũng dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Lăng Hàn, nàng vốn cho rằng Lăng Hàn chỉ là tồn tại ngũ trảm, cho ăn bể bụng cũng chính là phân hồn, mặc dù ở An Diệp Thành có thể xưng là cao thủ, nhưng còn không cách nào đưa về nhóm đỉnh cấp. Nhưng mà, hiện tại nàng biết mình sai, đây cũng là một đại năng tiên phủ cảnh, có lẽ phải chu mang đại nhân xuất mã mới có thể chấn áp hắn còn lại bốn tên chạm trần đều bị dọa đến lập tức giải tán vấn đề này lớn rồi tự nhiên phải đi mời chu mang tới lăng hàn cười nhạt một tiếng chợt có sở ngộ lại khoanh chân ngồi xuống hắn thử nghiệm đi chạm đến loại hạt bản nguyên thứ tư ở giữa thiên địa nếu như có thể một lần hành động bước vào ngũ bộ kia thật là đại hỷ sự bọn người lăng đoạn vân trình tư tư kinh ngạc thầm nghĩ lăng hàn thật đúng là nhàn đánh người xong còn ngồi xuống một bộ người không có việc gì. Sắc mặt của cậu bất lý thì càng ngày càng khó coi, thực lực của lăng hàn càng cao, trong lòng của hắn càng hoảng, để hắn lo lắng xảy ra chút chuyện gì. Rất nhanh, qua nửa ngày, càng nhiều cường giả bước đến. chương 3350, bước ra nguyên hình. Tất cả mọi người nghe nói, có một người trẻ tuổi cải biến kiếm chiêu của Chu Mang, làm uy lực đại tăng, càng phất tay một cái, ba tên phân hồn, một tên chảm trần không biết bay đi nơi nào, đến bây giờ còn không có trở lại thông minh tài trí như vậy, thực lực như vậy thật kinh người, để những đại năng tiên phủ cảnh kia ngồi không yên. Hơn nữa, sự tình huyên náo lớn như thế, Chu Mang khẳng định ngồi không yên, sẽ đích thân ra mặt, đám người cũng muốn nhìn xem, đã nhiều năm như vậy, Chu Mang lại có tiến bộ gì. Đừng nhìn tất cả mọi người rất tôn kính Chu Mang, nhưng chính bởi vì địa vị của Chu Mang quá mức siêu nhiên, vạn nhất ngày nào đó hắn đột nhiên sửa lại tính tình, đối với quyền lực có dã tâm thì sao? Cái kia chính là một đại địch, cái kia chính là Hàn Lâm nghe nói đi cùng một tên tiểu bối của lăng gia đi gọi tiểu tử kia tới hỏi tình huống một chút những đại năng này đối với lăng hàn cảm thấy hết sức hứng thú muốn kêu lăng đoạn vân đến hỏi thăm tình huống nhưng lăng đoạn vân lại cái nào cũng không để ý đến cuối cùng vẫn là trình gia thông minh để trình tư tư đến hỏi ngược lại để lăng đoạn vân thổ lộ một số bí mật nhưng không nhiều đám người chỉ biết lăng hàn xác thực cùng lăng gia có chút quan hệ nhưng cụ thể là quan hệ như thế nào lại không rõ ràng Lăng Đoạn Vân, tới, có người nhìn Lăng Đoạn Vân quát, Lăng Đoạn Vân xem xét, vội vàng chạy tới, cung kính nói. Đoạn Vân bái kiến tam trưởng lão, đây là một lão giả khoảng 60, giá đỡ bầy rất đủ, chậm rãi gật đầu, mới nói. Ngươi là ngu xuẩn sao, người kia đã đưa tới họa sát thân, ngươi còn ở cùng với hắn. Không sợ để Lăng ra cũng đi theo vạn kiếp bất phục. Ngu xuẩn, cực kỳ ngu xuẩn, Lăng Đoạn Vân vội vàng nói. Tam trưởng lão, vị này cùng lăng gia ta có nguồn gốc tương đối sâu thì tính sao hiện tại hắn đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích chúng ta phải cách hắn càng xa càng tốt biết hay không tam trưởng lão trách mắng trong lòng lăng đoạn vân lắc đầu tự nhủ ánh mắt của tam trưởng lão thiền cận bất quá cái này cũng phù hợp tam trưởng lão làm người bởi vì hắn là phái kiên quyết sửa họ cho rằng họ lăng mang đến cho bọn hắn quá nhiều bất hạnh chỉ có vứt bỏ cái họ này mới có thể để bọn hắn có cơ hội vùng lên bởi vậy chỉ cần cùng lăng gia có quan hệ hắn tự nhiên là đẩy cũng không kịp sao sẽ vui sướng khi gia tộc có khả năng đạt được một cường viện hắn là biết một chút bí ẩn đừng nói chỉ là tiên phủ cảnh dù tiên vương tới cũng không nhất định cứu được lăng gia còn không bằng triệt để phủi sạch quan hệ người ngoan ngoãn đứng ở chỗ này cho lão phu tam trưởng lão nói lần nữa lăng đoạn vân vật đầu hắn là tuyệt không lo lắng lăng hàn lại qua một hồi chỉ thấy một nam tử trung niên xuất hiện tràn đầy khí chất nho nhã như một vị thư sinh đọc đủ thứ kinh thư không có chút hung hãn nào của võ giả, lại là một vị tiên phủ cảnh. Bái kiến Chu đại nhân, không ít người đều ôm quyền hành lễ, thậm chí còn có một ít người quỳ xuống, biểu lộ thành kính. Đây chính là Chu Mang, người sáng lập ra Nam Võ Viện, cũng là một trong mấy người mạnh nhất An Diệp Thành. Có lẽ có thể chữ bỏ hai chữ một trong, bởi vì sớm có truyền ngôn nói hắn lúc nào cũng có thể bước vào thăng nguyên cảnh. Chu Mang nhìn người xung quanh gật đầu, sau đó ngưng mắt nhìn Lăng Hàn. "Các hạ, chúng ta đã từng gặp hắn hỏi, lang Hàn mở mắt, hắn thở dài, mặc dù chợt có sở ngộ, nhưng vẫn không có thể đụng chạm đến loại hạt bản nguyên thứ tư. Khó trách nói từ tứ bộ đến ngũ bộ khó khăn nhất, như Lâm U Liên, Tân Khí Hổ cũng bỏ ra một kỷ nguyên thời gian, thậm chí vẫn là về sau đạt được đại dược trong nguyên thế giới đời trước mới đột phá, có thể thấy được bước này vượt qua gian nan đến mức nào. Hắn mắt nhìn Chu Mang, ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, sát khí sinh sôi, lại cấp tốc thu liếm. Chưa từng thấy qua, vậy chúng ta cũng không có khả năng có cửu oán rồi chu mang tiếp tục hỏi xác thực không có lang hàn lắc đầu vậy vì sao các hạ muốn xuất thủ làm tổn thương đệ tử ta chu mang đột nhiên chất vấn một mặt chính khí hiên ngang lẫm liệt đổi một người khả năng sẽ bị khí thế của hắn đoạt đúng a à, không cửu không oán người đánh bay đệ tử người ta làm gì ở trên khí thế bị áp đảo chiến lực khẳng định sẽ nhận ảnh hưởng lang hàn mỉm cười ta cùng ngươi không cửu không oán nhưng cùng chủ tử của ngươi lại là đại địch không chết không thôi lời vừa nói ra lập tức gây nên đám người xôn xao chủ nhân có ý tứ gì chu mang không phải một giới tán tu sao sao lại có chủ nhân chu mang nguyên bản mây trôi nước chảy nhưng nghe nói như thế cũng sắc mặt kinh biến trong lòng giống như nổi trống hắn cưỡng ép chấn định lại nói bậy nói bạ thật sao lang hàn lắc đầu vậy thì bức ngươi hiện ra nguyên hình hắn nhẹ nhàng vung tay đánh về phía chu mang bành Chu mang vội vàng phản kích, hai người lẫn nhau liều một kích, lại cân sức ngang tài. Lăng hàn cười nhạt một tiếng, lại vỗ một trường, lần này lực lượng của hắn liền muốn lớn hơn, siêu việt cấp độ tiên phủ. Cái gì, cảm ứng được một kích này của lăng hàn khủng bố, những tiên phủ đại năng kia đều kinh hô, con mắt trừng tròn chia. Người này lại có thể là một đại lão thăng nguyên cảnh. Thăng nguyên cảnh, trời ạ, à, an diệp thành thế mà ra một đại năng thăng nguyên cảnh. Nghe được những cường giả tiên phủ kinh hô đôi mắt đẹp của Trình Tư Tư không khỏi trợn lên, nàng một mực là tiểu công chúa kiêu ngạo, cho rằng không có người nào xứng với mình, nhưng bây giờ so sánh với Lăng Đoạn Vân, giống như nàng mới là một vịt con xấu xí. Nhưng mà, càng khiến người ta khiếp sợ lại là Chu Mang. Hắn công oanh ra một kích, cản lại Lăng Hàn, Chu Mang thế mà cũng là thăng nguyên cảnh, thấy cảnh này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Mặc dù mọi người đều đang suy đoán, Chu Mang có khả năng ở không lâu sau bước vào thăng nguyên cảnh, nhưng cái này dù sao chỉ là một suy đoán, không biết bao lâu sau mới có thể thực hiện. Nhưng còn bây giờ thì sao, Chu mang thế mà bạo phát ra lực lượng thăng nguyên cảnh. Làm sao có thể chứ? Thăng nguyên và tiên phủ, đây là nghiền ép tuyệt đối, dù bị tiên phủ cảnh quần công, vậy ít nhất cũng phải số lượng trên trăm mới có thể địch nổi. Vấn đề là, tất cả tiên phủ cảnh ở An Diệp Thành cộng lại cũng không có một trăm, như vậy tại sao Chu mang phải điệu thấp như vậy? mươi 3351, phát hiện ngoài ý muốn oanh, công kích chấn động, hóa thành gợn sóng, kích phá về phía bốn phương tám hướng, cũng làm cho tất cả mọi người thân hình lảo đảo, đây chính là thang nguyên cảnh va chạm, y nguyên có được lực phá hoại cực lớn. Người đến tột cùng là ai? Chu Mang nghiêm nghị hỏi. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, lời này hẳn là ta hỏi ngươi a. À? Chu Mang không nói, chỉ nhìn chằm chằm Lăng Hàn, Lăng Hàn lắc đầu, lại vung một trường, vỗ về phía Chu Mang. Oanh, trong cơ thể Chu Mang có quang huy vô tận lưu chuyển, hóa thành từng đạo tiên quang hắn hét lớn một tiếng, trên thân xuất hiện ba đạo dị sắc, uy áp kinh khủng quét sạch, mỗi người đều từ sâu trong đáy lòng dâng lên kính sợ mãnh liệt, không tự chủ được quỳ xuống. Tiên vương, bọn hắn thì thào, biểu lộ si ngốc, ai có thể nghĩ tới, Chu Mang lại là một vị tiên vương, hơn nữa vẫn là tầng ba. Bang, đón đỡ một kích này, khí thế của Chu Mang như gặp phải thống kích, lập tức huệ oải xuống. Phốc, hắn phun ra một ngụm máu tươi, cái gì, tất cả mọi người ôm đầu kinh hô, bọn hắn còn không có từ việc Chu Mang chính là tiên vương tỉnh lại, liền thấy hắn bị đánh cho thiệt thòi lớn. T, đây chính là tiên vương tầng 3A, như vậy Lăng Hàn lại mãnh liệt đến mức nào? Trình Thư Tư nhìn về phía Lăng Đoạn Vân, mắt cực kỳ sáng, giống như phát hiện một việt thế chân bảo. Lăng Đoạn Vân cũng vừa vặn nhìn lại, trong lòng lại sướng sờ, lại có một loại phức tạp khó tả, mà không phải vui vẻ, vui sướng. Lại bước ta đến một bước này, người đi chết đi. Chu Mang nghiêm nghị quát, oanh trong cơ thể hắn có hắc khí vô tận phun trào để khí thế của hắn lần nữa kéo lên ầm ầm thiên địa chấn động có lôi vân cuồn cuộn thiểm điện dày rực nhưng không có đánh xuống nhịn không được sao lăng hàn từ tốn nói hai tay thả lỏng ở phía sau mặc cho chu mang tăng khí thế lên chết chu mang giết tới kéo theo hắc khí cuồn cuộn lúc trước bộ dáng nho nhã đã hoàn toàn cải biến hóa thành giống như một tà thần lăng hàn đưa tay phải ra ấn xuống nhìn như tùy ý lại như trời xanh chấn áp ba, Chu Mang liền úp sấp trên mặt đất, tứ chi mở ra thành hình chữ đại, lộ ra không có một tia phản kháng. Đây là nghiền ép tuyệt đối, tất cả mọi người nói không ra lời, Chu Mang biểu hiện ra thực lực là càng ngày càng mạnh, hiện tại càng vượt qua tiên vương tầng 3, nhưng ở trước mặt Lang Hàn lại một chút tác dụng cũng không có. Mục đích ngươi ở đây là cái gì? Lăng Hàn hỏi, Chu Mang nằm dạp trên mặt đất, ánh mắt oán hận nhìn Lăng Hàn. Người thắng ta lại như thế nào, người nhất định phải chết, ha 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 hắn cuồng thiếu lộ ra vô cùng điên cuồng không nói cũng không có quan hệ cái này rất dễ đoán lăng hàn thản nhiên nói không ngoài là thay cuồng loạn tẩy não cho người ta họa loạn thương sinh mà thôi hắn lần đầu tiên nhìn thấy chu mang liền phát hiện trong cơ thể đối phương có khí thức của cuồng loạn tiên vương cấp căn bản không có khả năng giấu giếm được hắn sắc mặt của chu mang không khỏi đại biến hắn nhìn chằm chằm lăng hàn ngươi là ai người đến cùng là ai người cuối cùng sẽ mai táng cuồng loạn lăng hàn xuất thủ ba một tay chụp chết chu mang oanh thiên địa đồng bi một tên tiên vương vẫn lạc trời xanh cũng động dung chỉ là trong lòng mỗi người lại có một loại vui vẻ không hiểu cực kỳ cổ quái đây là bởi vì chu mang chẳng những là một vị tiên vương càng có một ít thừa số của cuồng loạn mới khiến cho thiên địa phản ứng biểu hiện cực kỳ cổ quái lăng hàn nhìn về phía chân trời xem ra mặc dù cuồng loạn đang tiêu hóa viêm xương vị diệt nhưng tay chân cũng không có vì vậy dừng lại vẫn cực kỳ tích cực ám chiêu không ngừng đừng nhìn chu mang ở trong tay hắn không chịu nổi một kích nhưng dù sao cũng là một vị tiên vương thay đổi một cách vô tri vô giác đủ để ảnh hưởng vô số người tỷ như an diệp thành cũng không biết có bao nhiêu người sùng bái chu mang coi là thần tượng đến lúc đó chu mang đứng lên kêu gọi quần chúng không rõ chân tướng vô cùng có khả năng bị hắn đầu độc đây chỉ là một an diệp thành toàn bộ huyền mạc vị diện lại có bao nhiêu an diệp thành lang hàn hít một hơi thật sâu không nghĩ tới nhất thời làm việc lại để hắn bắt được một hạt giống mà cuồng loạn chôn xuống hắn dâng lên cảm giác cấp bách mãnh liệt hiển nhiên cuồng loạn đang tăng nhanh bộ pháp xâm lược hiện tại trong nguyên thế giới đã không có vị diện cao cấp nếu huyền mạc vị diện lại luân hãm như vậy bộ pháp xâm lấn của cuồng loạn sẽ không cách nào ngăn cản toàn bộ nguyên thế giới cũng triệt để luân hãm thất bộ a hắn cần thực lực thất bộ lang hàn thầm thở dài hắn cảm thấy mình hẳn là quên đi tất cả mới có thể mau chóng câu thông đến loại hạt bản nguyên thứ tư nhưng bây giờ tình huống lại nguy cơ tứ phía, để hắn làm sao dễ dàng được. Xem ra, hắn nhất định phải ký thác hy vọng vào hạch tâm của viêm xương vị diện. Cái này vô cùng có khả năng để lục bộ giảo bước tiến lên thất bộ, vậy nếu hắn thu hoạch được, dựa vào cái này giảo bước tiến lên ngũ bộ không khó lắm. Tiên, tiền bối, đại nhân, tất cả mọi người quỳ đầy đất, bọn hắn đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn về phía lăng hàn, nam nhân này đưa tay liền diệt một tiên vương, mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lăng Hàn đưa tay nhấn một cái, Xóa đi ký ức của tất cả mọi người, hiện tại hắn vẫn không muốn lộ ra thân phận của mình. Đi, hắn mang theo Lăng Đoạn Vân rời đi, quyết định trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng Lăng Đoạn Vân, chỉ ít có thể có chỗ đứng ở trong An Diệp Thành, sau đó hắn sẽ rời đi, chuẩn bị giành hạch tâm của viêm xương vị diệt, nhiệm vụ tìm tộc nhân khác của Lăng gia liền giao cho Lăng Đoạn Vân đi làm, cũng không thể mọi chuyện đều muốn hắn đi làm. Lăng Đoạn Vân bắt đầu tu luyện như địa ngục, 300 năm trôi qua không biết lột mấy lớp da, nhưng thực lực của hắn lại thật sự là được ma luyện ra, dảo bước tiến lên tiên phủ cảnh, căn cơ cũng cực kỳ vững chắc. Lăng Hàn rời đi, hắn muốn trước đi gặp bọn người Chu Hằng, sở hạo, tìm hiểu những năm này lăng ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Người bình thường đương nhiên không có khả năng biết nơi ở của lục bộ thiên tôn, Lăng Hàn cũng phí chắc trở rất lớn, lúc này mới rốt cuộc dò thăm ra chỗ của Chu Hằng. Biết một cái là đủ rồi, Lăng Hàn không có để nữ hoàng cùng hổ nữ đồng hành, hắn lẻ loi một mình tiến về Chu gia, vạn nhất gặp được tình huống bất ổn, hắn muốn đi cũng dễ dàng. mươi 3352, tin tức nhi nữ. Hiện tại lăng ra như vậy để hắn cảnh giác, mặc dù hắn rất muốn tin tưởng nhân phẩm của Chu Hằng. Hắn không có che giấu hành tung, sau khi đi vào Chu gia, hắn dương bỗng dương động khí tức, phát ra thông chi. Người rốt cuộc đã đến, một tiếng khẽ than thở, Chu Hằng xuất hiện, lăng hàn gật đầu, ôm quyền nói, bái kiến tiền bối. Ánh mắt của Chu Hằng mãnh liệt, nói, ở nguyên thế giới đời trước, bảy tên lục bộ kia đều là ngươi giết." Lăng Hàn gật đầu, lại lắc đầu, "Ta chỉ giết Nhạc Bác Dung, sáu người khác không phải ta giết." Biểu lộ của Chu Hằng lập tức hòa hoãn lại, hắn biết Nhạc Bác Dung cùng Lăng Hàn có ân oán, làm sao cũng không có khả năng ở chung hòa thuận. Hắn lập tức nhíu mày, "Vậy sáu người còn lại là ai giết chết? Một tên thất bộ thần bí?" Lăng Hàn nói ra sự tình liên quan tới Tuyệt Hỏa, Chu Hằng nghe xong, không khỏi kinh ngạc, lại chạy đến một tên thất bộ hơn nữa rất có thể là thủ hạ của cuồng loạn. Thất bộ thật đáng sợ, bất tử bất diệt, nếu như cuồng loạn thực sự nhiều một người trợ giúp, như vậy không biết sẽ tạo thành hậu quả như thế nào. Phải biết, thất bộ khai chiến, ngay cả vị diện siêu cấp cũng sẽ chậm rãi đánh phá thành mảnh nhỏ. Cổ quái, Chu Hằng thì thào, những năm qua, căn bản không có tin tức nữ tử này truyền ra, nếu không phải việc này là ngươi nói, ta thật sự là rất khó tin tưởng. Lăng Hàn cũng kinh ngạc, Tuyệt Hỏa đại khai sát giới diệt sáu tên lục bộ thiên tôn, thế mà đột nhiên biến mất. Đây chính là một tên thất bộ A, à, nếu như nàng thật sự là thủ hạ của cuồng loạn, ẩn nhẫn như thế là muốn ngưu đồ đại sự gì đây? Đúng rồi, những bằng hữu người nhà của ta là xảy ra chuyện gì? Hắn nghĩ tới mục đích chủ yếu đi tìm Chu Hằng, Chu Hằng khe khẽ thở dài, sau khi ngươi nghe, nhất định phải khống chế tốt cảm xúc. Lăng Hàn lập tức phát lên cảm giác bất an, oanh, không gian bốn phía nhao nhao sụp đổ, nghiệp hỏa vô tận sôi trào, cho thấy lúc này nội tâm hắn kích động. Chu Hằng vội vàng nói, người trước tiên buông tâm xuống, đám người kiến tuyết, Lăng Hy đều vô sự. Nghe vậy, Lăng Hàn cuối cùng bình tĩnh lại, đợi Chu Hằng nói hết lời. Hôm đó người rời ngoại vực chiến trường, xác thực có người đề nghị muốn bắt người nhà của ngươi, bước ngươi ra, nhưng mà bị sư tôn ngăn cản. Chu Hằng nói, nhưng mà, về sau lại truyền ra ngươi giết bảy tên lục bộ thiên tôn, mấy vị đại nhân phá nhạc, sung viêm liền không cho sư tôn mặt mũi, bắt con cái, hậu đại của ngươi. Còn tốt, sư tôn lấy tính mệnh của phong vô định uy hiếp, khiến cho mấy vị đại nhân kia chỉ nhốt đám người kiến tuyết, mà không dám tổn thương. Sự tình sau đó lăng hàn liền có thể tưởng tượng, có một bộ phận hậu đại lăng ra trốn khỏi một kiếp này, nhưng bởi vì trong gia tộc không có cường giả tỏa chấn, lại thêm thế lực khác hãm hại, bị buộc phân tán, ngày càng xa suốt. Phá nhạc, sung viêm. Lăng Hàn từng chữ từng chữ nói, trên mặt tất cả đều là sát khí hắn thề nhất định phải làm thịt mấy thất bộ này thất bộ bất tử bất diệt hư trước kia hoàng sa thiên tôn không là treo sao nguyên thế giới hủy diệt sung kích đủ để giết chết một tên thất bộ dù nhục thân không hư nhưng thần hồn lại tiêu tán giống như chết đi dù cho lăng hàn có được chiến lược thất bộ cũng không có khả năng giết chết thất bộ tương phản chỉ có thất bộ giết hắn bởi vì khí lực của hắn còn không có đạt tới tình trạng không xấu nhưng khi hắn dảo bước tiến lên lục bộ, thất bộ, vậy thì không đồng dạng, lực lượng vị diện trong cơ thể hắn sẽ càng ngày càng mạnh, một kích oanh ra, tương đương với nguyên thế giới bạo động. Giết thất bộ, tuyệt không phải si tâm vọng tưởng, đám người kiến tuyết bị cầm tù ở đâu? lang Hàn hỏi, Tây Vân Thiên, Bách xương Cốc, Chu Hằng nói, bất quá, người tuyệt đối không nên có ý đổ đi cứu viện. Đám người sung viêm không có giết người, một là bởi vì sư tôn uy hiếp, một phương diện khác cũng là vì dẫn người ra, nếu như ngươi đi, kia là tự chui đầu vào lưới. Lăng Hàn gật đầu, ta sẽ không lỗ mãng như thế. Ghê tởm, con cái của mình bị cầm tù, hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Thực lực, hết thảy đều bởi vì thực lực của hắn không đủ, nếu hắn bây giờ có được thực lực thất bộ, hoàn toàn có thể xông vào bách xương cốc cứu người, có cái gì phải kiêng kỵ. Chu Hằng nhìn hắn một chút, nói, ngươi muốn cứu người, nhất định phải có được chiến lược thất bộ, mà dù yêu nghiệt như ngươi, cũng phải trước dảo bước tiến lên ngũ bộ. Trước mắt biện pháp có thể làm cho người giảo bước tiến lên ngũ bộ nhanh nhất, chính là thu hoạch hạch tâm của viêm xương vị diện. Lăng Hàn kinh ngạc, chẳng lẽ tiền bối không cần sao? Theo thất bộ phỏng đoán, này có khả năng để lục bộ có cơ hội đạt tới đỉnh phong, bởi vậy hạch tâm vị diện này đối với Chu Hằng mà nói cũng cực kỳ trọng yếu. Chu Hằng lộ ra vẻ tự tin, ta cùng sở sư đệ ở trong 100 triệu năm này, hẳn đều có thể tiến lên thất bộ. Lăng Hàn đầu tiên là sướng sờ, lập tức lộ ra nụ cười. Chúc mừng Chu tiền bối chúc mừng sở tiền bối. Vô luận là Chu Hằng, Sở Hạo, hay Lâm Tiêu Dương, Lâm Lạc, đối với hắn đều là tốt không lời nói. Hiện tại Chu Hằng, Sở Hạo rốt cuộc muốn dảo bước tiến lên thất bộ, tự nhiên cũng làm cho hắn cực kỳ mừng rỡ. Chu Hằng gật đầu, ta cùng sở sư đệ dảo bước tiến lên thất bộ, hẳn có thể hóa giải một chút áp lực, chỉ là cuồng loạn thôn vệ viêm xương vị diện, dù không có đạt được hạch tâm, thực lực của nó cũng tăng lên gấp bội, tình thế y nguyên đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Cho nên, hy vọng chân chính còn ở trên người của ngươi. Lăng Hàn ở tứ bộ liền có thể giết lục bộ, lúc ngũ bộ hẳn có thể địch nổi thất bộ, như vậy khi hắn đạt tới lục bộ, thất bộ thì sao? Lăng Hàn gật đầu, nhất định không phụ tiền bối kỳ vọng, hắn dừng một chút, lại hỏi, lúc nào có thể cướp đoạt hạch tâm vị diện? Trong một tỷ năm, Chu Hằng nói, được, Lăng Hàn rời Chu ra, không suy nghĩ nhiều nữa, không phải hắn không tưởng niệm, không quan tâm, mà là hiện tại hắn vô kế khả thi, Mỗi lần nhớ tới cũng chỉ để hắn đau lòng. Hắn trở lại An Diệp Thành, chuyên tâm dạy con cháu, mặt khác thì thôi diễn lấy càng nhiều thiên tôn ký hiệu, nếu như có thể thu hoạch được càng nhiều ký hiệu tổ hợp, chiến lực của hắn sẽ trở nên càng thêm cường đại. Hắn nghĩ cách tìm Ngoã Lý, ở phương diện thôi diễn, Ngoã Lý chính là Tông Sư. Trường 3353, thiên tôn đều tới. Ngoã Lý vẫn không có bước vào thiên tôn, nhưng Lăng Hàn có loại cảm giác, gia hỏa này giống như đi ra một con đường tiến hóa khác tiền đồ tương lai khả năng không cách nào tưởng tượng. Sau khi thu hắn một đống lớn tiên kim, ngõ lý cùng hắn thôi diễn thiên tôn ký hiệu. Hắn không thông võ đạo, nhưng chính vì vậy, hắn có thể không nhận bất luận cái gì trói buộc, có được sức tưởng tượng thiên mã hành không, lại cực kỳ nghiêm cẩn. Hai người hợp tác, ngõ lý cho Lăng Hàn rất nhiều linh cảm, cũng muốn nắn rất nhiều phương hướng sai lầm. Lăng Hàn thôi diễn ra thiên tôn ký hiệu càng ngày càng nhiều, tất cả đều là ký hiệu cấp 7, bởi vì hắn muốn kiếm ra 111 viên hoàn chỉnh. 500 triệu năm qua đi, hắn đại công cáo thành. Đây là một thời gian không thể tưởng tượng nổi, vẻn vẹn 500 triệu năm mà thôi, người khác tiêu tốn một kỷ nguyên cũng chưa chắc có thể thôi diễn ra một viên, nhưng lăng hàn lại thôi diễn ra mấy chục viên. Cái này một là bởi vì ngõ lý, thứ hai là trong cơ thể lăng hàn có rất nhiều vị diện, để hắn có thể đứng ở cao hơn. Đúng lúc này, có tin tức truyền ra, hạch tâm của viêm xương vị diện sắp xuất thế. Trải qua nhiều năm thôn phệ, Hạch tâm của viêm xương vị diện rốt cục lộ ra ngoài. Cái này sẽ dẫn phát một trận đại tranh đoạt, đối với nguyên thế giới mà nói, không quản viên hạch tâm kia rơi vào trong tay ai, chỉ cần phong phải cuồng loạn liền tốt. Nhưng ai không muốn món bảo vật này? Bất kể là ai, chỉ cần là thiên tôn, đều có thể tu vi tiến nhanh, ngay cả lục bộ giảo bước tiến lên thất bộ cũng không phải là không thể. Vì tranh đoạt viên hạch tâm này, có thể tưởng tượng, thế tất sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Nhưng mà, muốn gia nhập hàng ngũ tranh đoạt nhất định phải tiến vào viêm xương vị diện, mà viêm xương vị diện đã bị cuồng loạn chiếm cứ. Ý vị này, bọn hắn muốn đi vào địa bàn của cuồng loạn, cơ hồ thực lực của tất cả mọi người đều ngã xuống một mảng lớn, mà bọn hắn đối mặt là cuồng loạn cùng đại quân của nó, sẽ hung hiểm cỡ nào. Lục bộ thiên tôn cũng phải tùy tiện bị oanh sát thành cặn bã. Còn tốt, lần này còn có thất bộ trí tôn ra tay, bọn hắn bất tử bất diệt, tự nhiên không sợ cuồng loạn cường đại. Lăng Hàn vươn người đứng dậy, hắn rốt cục muốn nghênh đón chuyển cơ. Lão Tổ Tông, người muốn xuất thủ. Lăng Đoạn Vân hỏi, hắn biết sự tình Lăng Hàn muốn tranh đoạt hạch tâm vị diện. Lăng Hàn gật đầu, người gấp rút tìm kiếm huyết mạch hậu đại của Lăng gia. Vâng, Lăng Đoạn Vân cung kính nói, ở dưới Lăng Hàn dốc lòng chỉ đạo, hiện tại hắn đã là tiên vương tầng 9, nhưng muốn dảo bước tiến lên thiên tôn lại xa xa khó vời. Ở trong con cháu đời sau của Lăng Hàn, hắn xác thực có thể tính là ưu tú, nhưng thiên tôn sao dễ thành tựu như vậy. Mặt khác, hắn cũng buông xuống trình tư tư, một lòng võ đạo, bởi vì hắn chậm rãi phát hiện, trình tư tư không phải lương phối của hắn. Lăng Hàn lại tạm biệt nữ hoàng, hổ nữ, lần này hắn muốn đi vào địa bàn của cuồng loạn, mang theo hai nữ quá nguy hiểm, ngay cả thiên tôn bảo khí ở trước mặt lực lượng của cuồng loạn cũng không ra gì, lại thêm đám người xung viêm cũng sẽ ra tay với Lăng Hàn, vậy thì càng thêm không dễ làm. Lần này, hắn là đoạt thức ăn trước miệng cọp, tin tưởng đám người xung viêm tất sẽ vì phong vô định mưu đồ, vậy hắn liền phải trực diện năm tên thất bộ trí tôn. Mặc dù Lăng Hàn thôi diễn ra tất cả thiên tôn ký hiệu cấp 7, lực lượng tăng lên 2.000 lần, nhưng nói đến muốn so đấu với thất bộ. Hắn lắc đầu, cũng có thể miễn cưỡng gánh một chiêu, có lẽ ngay cả một chiêu cũng không tiếp nổi. Nhưng mà, cái này đối với hắn mà nói cũng là cơ hội khó được, có thể mau chóng phá vào ngũ bộ hay không, liền nhìn hắn phải chăng có thể thu hoạch được hạch tâm vị diện hay không. Hắn xuất phát, phá vỡ hư không, đi một đoạn đường, xé mở không gian, tiến vào viêm xương vị diện. Lực lượng vị diện cộng minh, hắn tiến vào viêm xương vị diện tự nhiên là việc rất nhỏ, chỉ là hiện tại viêm xương vị diện đã hoàn toàn thay đổi, thật giống như đời trước của nguyên thế giới, khắp nơi thương di, trên mặt đất có từng hố trời, sâu không thấy đáy, mà trên bầu trời cũng như thế, có tinh thần hóa thành thác nước chảy ngược, cảnh tượng kinh người. Đến nơi này, Lăng Hàn cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì nơi này có tồn tại cường đại nhất trên đời. Cuồng loạn, thật muốn chống đối chủ thể của cuồng loạn, vậy hắn khẳng định là bị hôi phi yên diệt trong nháy mắt, dù hắn có được chiến lực lục bộ đỉnh phong cũng không đủ nhìn, thất bộ có thể đối kháng, không phải bởi vì thất bộ về mặt lực lượng có thể so sánh cuồng loạt, mà chỉ là tinh thần và thể xác bất diệt, chỉ có thể chấn áp, không cách nào giết chết. Lăng Hàn thu liếm hết thảy khí tức, cải biến hình dáng tướng mạo, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn ra tay, không muốn trốn vào hư không. Thời gian lặng yên mà qua, hắn cứ như vậy ngồi bất động trên một tảng đá lớn, cảm ứng đến vị diện này biến hóa. Vị diện này sắp chết, Lăng Hàn từ đáy lòng dâng lên một cỗ bi ai nhàn nhạt, nhạt, trong cơ thể hắn có một đạo lực lượng bản nguyên của viêm xương vị diện, hiện tại đã diễn hóa thành một vị diện trung cấp, có thể rõ ràng cảm ứng ý đau thương ở giữa thiên địa. Không người nào nguyện ý chết, ngay cả thiên địa cũng không ngoại lệ, nhưng không có cách nào, cuồng loạn thôn phệ đã để tính mạng của nó đi đến cuối con đường. Khi hạch tâm vị diện lộ ra ngoài, bị luyện hóa, như vậy chính là một khắc viêm xương vị diện triệt để biến mất. Mặc dù Lăng Hàn là đến tranh đoạt hạch tâm vị diện, nhưng cũng dâng lên đồng tình với viêm xương vị diện. Đã từng, đây là vị diện siêu cấp duy nhất, bây giờ lại rơi xuống tình trạng sắp hoàn toàn biến mất, để cho người ta thổn thức. Ta có thể cho người hứa hẹn, chính là tận khả năng thu hoạch được hạch tâm vị diện. lang Hàn nói, âm âm, vị diện này một mực phát sinh sụp đổ, nguyên bản vô cùng lớn, nhưng bây giờ chín thành chín địa vực trở lên đã biến mất, bị cuồng loạn thôn phệ, mà hạch tâm vị diện một mực che giấu cũng sắp không chỗ dung thân, bị ép lộ ra ngoài, bởi vì địa vực đang không ngừng thu nhỏ, Lăng Hàn cũng không thể không thường xuyên đổi chỗ, bước về phía giải đất trung tâm. Không sai biệt lắm nửa năm sau, viêm xương vị diện chỉ còn lại khoảng một tòa thành. Đối với người bình thường mà nói, cái này y nguyên to đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng đối với thiên tôn, cái này nhỏ đến thương cảm, ánh mắt đảo qua, thu hết vào mắt. chương 3354, một quyền giải quyết một. Lăng Hàn thấy được rất nhiều lão bằng hiếu, như Lâm U Liên, Tân Khí Hổ, Ngô Hạo Dương còn có. Phong vô định, mặt khác còn có rất nhiều lục bộ, ngũ bộ thiên tôn, thậm chí tam bộ, tứ bộ cũng tới không ít, hiển nhiên, hạch tâm vị diện dụ hoặc quá lớn, dù nơi này cực kỳ nguy hiểm, nhưng vẫn để những cường giả đứng ở đỉnh phong thiên hạ kia lao đến. Nhưng mà, hiện tại thất bộ chưa hiện ra, đoán chừng đang âm thầm cùng cuồng loạn đấu pháp, nếu không, cuồng loạn sẽ cho phép bọn hắn an an ổn ổn đứng ở chỗ này sao? Theo khối khu vực này ngày càng co vào, tất cả mọi người biết tranh đoạt sau cùng sắp bộc phát. Ông, một đạo khí thức đáng sợ giáng lâm, chỉ thấy một nam tử thân hình cao lớn ngang nhiên mà đứng, tản ra khí thế chân áp thương khung. Phá nhạc thiên tôn, ánh mắt của hắn đảo qua, ở trên thân mỗi người đều hơi dừng lại, sau đó lại rời qua. Chẳng qua khi hắn đảo qua lăng hàn, lại dừng lại thật lâu, lộ ra một vòng suy tư. Ngươi, hắn rũi ra ngón tay chỉ lăng hàn, không thể không nói, ngươi thật sự là to gan lớn mật, thế mà còn dám xuất hiện ở đây nhận ra mình rồi lăng hàn lắc đầu hắn ngụy trang ngay cả thất bộ cũng không thể nhìn thấu nhưng thất bộ dù sao cũng là thất bộ muốn nhìn ra hắn có phải ngụy trang hay không lại là chuyện dễ như trở bàn tay mà ngoại trừ hắn lại có mấy người cần ngụy trang đã bị nhìn xuyên lăng hàn cũng rất lưu manh trực tiếp hiện ra diện mục thật sự nói ta vì cái gì không dám xuất hiện nơi này cũng không phải nhà ngươi mở ngươi còn quản rất rộng nhìn thấy lăng hàn bốn phía lập tức vang lên tiếng kêu kinh ngạc hắn hiện tại thật sự là quá nổi danh, liên trảm bảy tên lục bộ, cái này có mấy người làm được. Chỉ sợ ngoại trừ mấy vị thất bộ trí tôn, thì không có người nào a. À. Lăng Hàn, Phong vô định nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu giết tới, trực tiếp xuất thủ, đánh về phía Lăng Hàn. Đã nhiều năm như vậy, tu vi của hắn cũng có bước tiến dài, đạt đến tứ bộ đỉnh Phong, nhưng đồng dạng không có đột phá ngũ bộ, cái này không có đại dược hồng sắc, hẳn là không cách nào làm cho hắn trong thời gian ngắn đột phá hắn cực hận Lăng Hàn, nhất định phải tự tay đánh bại Lăng Hàn, chứng minh hắn mới là thiên mệnh tử. Phong vô định đánh tới, trải qua nhiều năm lắng động như vậy, Phong vô định trở nên càng thêm đáng sợ, hắn đã để 100 lực lượng vị diện toàn bộ hóa thành vị diện chân chính, cũng lớn mạnh đến cực hạn trước mắt. Hắn toàn lực ứng phó, vừa ra tay liền có 10 ký hiệu phát quang, tản ra áp lực vô tận. 10 ký hiệu cấp 1, hơn nữa vẫn là tổ hợp, tăng lên hắn không sai biệt lắm 600 lần chiến lực, mà 100 vị diện tất cả đều vô cùng tiếp cận vị diện cao cấp, tản ra uy lực đáng sợ nghiền ép chư thiên, tuyệt chiêu như vậy vừa ra, chỉ sợ chín thành chín lục bộ thiên tôn cũng chỉ có nhượng bộ lui binh, không dám gánh phong mang. Hiện tại Phong Vô Định lòng tin tràn đầy, hắn tin tưởng mình tuyệt đối có thể áp chế Lăng Hàn, lấy được chiến thắng. Mà phá Nhạc Thiên Tôn thì không có xuất thủ, tựa hồ bọn hắn đối với Phong Vô Định có một loại bảo vệ đặc thù, bởi vậy, rõ ràng hắn cũng vô cùng muốn giết Lăng Hàn, lại nguyện ý thành toàn Phong Vô Định lấy lăng hàn bị thua đến thành tựu mỹ danh thiên kiêu số 1 của phong vô định oanh mang theo sát ý vô tận uy thế vô tận phong vô định đã giết tới toàn bộ thiên địa sôi trào chiến lực lục bộ đỉnh phong hiển thị rõ mạnh đến mức không cách nào hình dung dù là lâm u liên tân khí hổ ngô hạo dương bạch mễ phản cũng có một loại cảm giác hoa mắt đây thật là quá mạnh lực lượng nguyên thủy của phong vô định liền gần vô hạn lục bộ đỉnh phong lại thêm 10 ký hiệu cấp một tổ hợp 100 vị diện trấn áp này làm sao cản chỉ sợ bốn người bọn họ liên thủ cũng chỉ có miễn cưỡng chiến một trận đón đỡ khẳng định là không được nhất định phải hao tổn hao tổn đến ký hiệu tổ hợp của phong vô định phóng năng lượng hoàn tất lúc này mới có thể chân chính đối kháng không hổ là thiên mệnh tử đời trước của nguyên thế giới lựa chọn thật đáng sợ lăng hàn làm sao cản ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía lăng hàn trên mặt biểu lộ phức tạp bọn hắn một phương diện hy vọng lăng hàn có thể thắng dù sao lăng hàn mới đại biểu cho nguyên thế giới hiện tại nhưng một phương diện khác Lăng Hàn tựa hồ lại là thủ hạ của cuồng loạn, hy vọng hắn thắng là tuyệt không nên a. À. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, lắc đầu, hiện tại hắn ở trong cấp bậc lục bộ còn có đối thủ sao? Nói giỡn, hắn vung một quyền, đánh về phía phong vô định, mây trôi nước chảy, không có một tia hỏa khí. Bành, thế công của phong vô định lập tức bị ngăn cản, sau đó cả người hắn bay ngược trở về, mà một trăm vị diện lập tức hiện ra từng vết dạn nứt, kém một chút liền vỡ nát. Cái, cái gì, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tin được mình nhìn thấy một màn này. Hai chiến lực lục bộ mạnh nhất đụng nhau, thiên mệnh tử trước sau hai đời nguyên thế giới đối kháng, thế mà phân ra thắng bại như vậy. Nhưng không tin cũng phải tin, chỉ thấy phong vô định hóa thành hồ lô lăn đất, rơi xuống đất liền lăn mấy trăm trượng mới dừng lại, mặc dù hắn miễn cưỡng bỏ dậy, nhưng toàn thân đều là máu tươi, da chóc thịt bong, thảm đến cực hạn. Nhìn lăng hàn vô cùng dễ dàng, thành thạo điêu luyện, tựa hồ chỉ cần hắn nghĩ, ra tay nặng hơn một chút liền có thể oanh sát phong vô định thành cặn bã. T. Phong vô định không thể nào tiếp thu được, hắn đã điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, tự nhận là dưới thất bộ đệ nhất nhân, thật đối chiến với lăng hàn, hắn mới biết chiến lực lục bộ còn có thể mãnh liệt đến mức này. Hắn tràn đầy phẫn uất, thượng thiên đã sinh phong vô định hắn, vì sao còn muốn thêm một lăng hàn. Vô định, không cần nhụt trí, phá nhạc thiên tôn từ tốn nói, nghịch từ này là thủ hạ của cuồng loạn, thông hiểu một chút dị thuật cũng không lạ, Ngươi chỉ cần hảo hảo tu luyện, đợi rào bước tiến lên thất bộ, dù cuồng loạn cũng có thể nghiền ép, cần gì để chúc thất bại ấy ở trong lòng. Bản Tôn giúp ngươi xóa đi cái tâm ma này. Hắn xuất thủ, oanh, tay phải nhô ra, lực lượng bản nguyên vô tận ngưng hóa thành một đại thủ, đánh về phía Lăng Hàn. Dù Lăng Hàn là chiến lực lục bộ mạnh nhất, nhưng đối mặt một kích này của thất bộ, cũng chỉ có phần biến sắc. Chống đỡ được sao? Chương 3355, một quyền giải quyết hai. Lăng Hàn không biết nếu như hắn bộc phát tất cả ký hiệu cấp 7, lại thả ra tất cả vị diện, có lẽ có thể ngăn lại một kích, nhưng cái này giá quá lớn, vị diện tan vỡ, tìm chút thời giờ có thể tu trở lại, có chút bị triệt để chôn vùi, vậy thì vĩnh viễn biến mất. Không thể đón đỡ, lang hàn muốn xé mở hư không rời đi, nhưng lại có một cái đại thủ giò xét tới, ngạnh xanh đè đại thủ của phá nhạc thiên tôn xuống. Lâm lạc, lại là ngươi, phá nhạc thiên tôn lành lạnh nói, ngươi cũng dám bao che người của cuồng loạn, đây là muốn làm phản sao? ha ha ta là người như thế nào thiên hạ đều biết sợ ngươi dội nước bẩn sao thanh âm của lâm lạc vang lên nhưng chân thân lại chưa hiện không nên quên nhiệm vụ của chúng ta là ngăn chặn cuồng loạn ai có thể đạt được hạch tâm vị diện vậy thì nhìn tạo hóa ngươi đã vượt qua giới hạn sắc mặt của phá nhạc thiên tôn khó coi ở trong bọn hắn ước định xác thực như lâm lạc nói do thất bộ đi ngăn chặn cuồng loạn chế tạo cơ hội cho những người khác nhưng vấn đề là hắn trước cho rằng phong vô định ở dưới thất bộ vô địch vậy dĩ nhiên là không quan trọng hạch tâm vị diện khẳng này định là của phong vô định hiện tại phong vô định lại không phải đối thủ của lăng hàn vậy hắn còn có thể rời đi một khi để lăng hàn đạt được hạch tâm vị diện dựa vào cái này dảo bước tiến lên ngũ bộ có được chiến lược thất bộ thì còn đến đâu giết nhất định phải giết hắn phát ra tín hiệu liên hệ đám người xung viêm thiên tôn để bọn hắn ngăn cản lâm lạc thất bộ bất tử bất diệt lại có thể bị đỡ được thậm chí chân áp hôm nay nghịch tử này phải chết, phá nhạc thiên tôn nói, ngang nhiên xuất thủ lần nữa. Đại thủ của lâm lạc y nguyên vươn ra, nhưng vừa nhô ra, lại nghe một thanh âm vang lên. Lâm đờ sau o hiếu, vẫn là ở một bên nhìn xem đi. Oanh, cái đại thủ thứ ba ló ra, để chư thiên run rẩy. Là sung viêm thiên tôn, đại thủ của lâm lạc bị cản lại, có thể trở thành thất bộ, cái nào không phải thiên tài trong đế vương, bá giả trong thiên kiêu, ai so với ai yếu. Đại thủ của phá nhạc tiếp tục vỗ về phía lăng hàn, nhưng vào lúc này người thứ tư xuất thủ, bành một quyền đánh vào đại thủ của phá nhạc, vỡ nát, có thể đánh nát công kích của thất bộ. Đó nhất định là thất bộ xuất thủ, là ai? Thân hình của bạch phản hiển hiện, phá nhạc, sung viêm, các ngươi quá giới hạn, quá giới hạn. Phá nhạc thiên tôn cười lạnh, chúng ta tiêu diệt phản đồ, sao là quá giới hạn? Ngược lại là các ngươi, quá mức xử trí theo cảm tính. Nếu như tiểu tử này lại tiến một bước các ngươi liền đợi hối hận cũng không kịp. Không cần rông dài, xuất thủ, một thanh âm lạnh lùng vang lên, kia là bắt đầu thiên tôn. Thân hình của hắn hiển hiện, sau đó là huyền vũ thiên tôn, bán nguyệt thiên tôn, thất bộ đời trước của nguyên thế giới đã ra hết. Lâm lạc không khỏi giận dữ, các ngươi cũng quá không có cái nhìn đại cục, thế mà toàn bộ tới, chỉ có ba người tân huynh, làm sao chống đỡ được cuồng loạn. Không sao, giết tiểu tử này chỉ cần một cái chớp mắt, chúng ta lại trở về cũng không muộn bắt đầu thiên tôn từ tốn nói, lộ ra không thèm để ý chút nào. Phá nhạc thiên tôn cười lạnh, hắn xuất thủ lần nữa. Hiện tại thất bộ đời trước của nguyên thế giới đã ra hết, chỉ bằng lâm lạc cùng bạch phạt, làm sao chống đỡ được bọn hắn. Lăng hàn chết chắc, lâm lạc xuất thủ, nhưng bị sung viêm thiên tôn ngăn lại. Bạch phạn xuất thủ, lại có bắt đầu thiên tôn ngăn cản. Còn có ai sao, ông, một bóng người hiển hiện, đấm tới đại thủ của phá nhạc thiên tôn một quyền, bành, đại thủ lập tức vỡ nát cái này lại tới một vị thất bộ đúng vậy là tân phó lang hàn không khỏi kinh ngạc tân phó lại giúp hắn trước thời điểm ở ngoại vực chiến trường tân phó không phải dốc hết sức chủ trương hắn chính là phản đồ sao mà hắn cùng tân khí hổ lại là đối thủ cũ bởi vậy thất bộ cực kỳ không có khả năng giúp hắn chính là tân phó nhưng sự thật lại là tân phó thực sự ở thời điểm mấu chốt này xuất thủ tân phó phá nhạc thiên tôn cắn răng hắn một mực không hiểu người này rõ ràng biểu hiện ra địch ý với lăng hàn nhưng lại nhiều lần ngáng chân sau của bọn họ cách làm để cho người ta khó hiểu tân phó cười nhạt một tiếng một cái chấp mắt đã qua các vị có phải cần phải trở về hay không hư không giết kẻ này bản tôn thể không làm người phá nhạc thiên tôn quả quyết nói phân thân của hắn bị lăng hàn đánh nổ đây là vô cùng nhục nhã chết hắn xuất thủ không còn là cách không đánh ra một trường mà trực tiếp thẳng hướng lăng hàn sung viêm nhìn lâm lạc bắt đầu nhìn bạch phạn, bán nguyệt nhìn tân phó, còn có ai có thể cứu lăng hàn. Để cho ta tới lãnh giáo một chút, một tiếng cười sang sảng, chỉ thấy một thân ảnh thon dài xuất hiện, đón lấy phá nhạc thiên tôn. Oanh, hai người đều vung ra một kích, nhấc lên cơn bão năng lượng đáng sợ. Người kia lập tức bị đánh bay ra ngoài, nhưng phá nhạc thiên tôn cũng bị cản lại. Cái này, người tới là ai, tất cả mọi người nhìn sang. Sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc Chu Hằng, lại là Chu Hằng Sau khi xứng sờ, mọi người không có ai không lộ ra biểu lộ chấn kinh lại mừng như điên. Chu Hằng có thể ngăn lại một kích này, nói rõ cái gì. Hắn đã bước vào thất bộ, nếu không lục bộ mạnh hơn nữa cũng không chặn được thất bộ. Hiển nhiên Chu Hằng vừa mới dảo bước tiến lên thất bộ, cho nên rơi vào hạ phong, nhưng thất bộ liền bất tử bất diệt, rơi vào hạ phong lại như thế nào. Mặc dù mọi người sớm có đoán trước, Chu Hằng dảo bước tiến lên thất bộ chỉ là vấn đề thời gian, nhưng nhìn thấy Chu Hằng thành tựu thất bộ, vẫn để đám người khiếp sợ không gì sánh nổi. Nguyên thế giới lại nhiều một tên thất bộ, cái này tự nhiên là đại sự để cho người ta mừng rỡ. Người dạo bước tiến lên thất bộ lại như thế nào, bản tôn một tay liền có thể trấn áp ngươi. Phá nhạc thiên tôn lạnh lùng nói, đây là lời nói thật, thất bộ bất diệt, nhưng thực lực lại vẫn có khoảng cách. Vậy lại thêm ta thì sao? Thanh âm của sở hạo cũng ung dung vang lên, hắn dạo bước mà đến, trên thân sôi trào hỏa diễm, như có thể vạn cổ bất diệt, người cũng dảo bước tiến lên thất bộ. Phá nhạc thiên tôn cuối cùng là thần sắc xảy ra biến hóa, đây là hắn không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy trăm ước năm, thế mà có hai người yên lặng bước vào thất bộ. chương 3356, cướp đoạt hạch tâm. Ta cùng chu sư huynh ở trước mặt phá nhạc đạo hữu chỉ có thể coi như hậu bối mới lên cấp, liền mặt dày liên thủ thỉnh giáo phá nhạc đạo hữu một phen. Sở hạo cười nói, biểu lộ của phá nhạc thiên tôn ngưng trọng, chỉ có chu hằng hoặc sở hạo, hắn tự tin có thể nhẹ nhõm chân áp vấn đề là hai cái dù hai người này đều mới lên cấp thất bộ chiến lược còn không có đạt tới cực trí nhưng thất bộ chính là thất bộ há có thể xem thường còn muốn giết lăng hàn khó 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 dựa vào hắn muốn giết chỉ là một tứ bộ nho nhỏ làm sao lại khó khăn như vậy phá nhạc thiên tôn không tiếp tục xuất thủ bây giờ ở trên tràng diện bọn hắn chỉ hơi chiếm thượng phong mà ngô trí hồng cùng huyết hồng thiên tôn bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện đến lúc đó ngược lại là bọn hắn phải rơi vào hạ phong, lại ra tay cũng không có ý nghĩa gì. Xoát, đúng lúc này, chỉ thấy một cự vật màu đen to lớn đánh tới, mang theo khí tức khủng bố không cách nào nói rõ. Cuồng loạn, hiện tại chỉ có hai tên thất bộ đang đối kháng với cuồng loạn, cái kia làm sao chống đỡ được thiên hạ đệ nhất cao thủ. Một kích này, mục đích của cuồng loạn rất rõ ràng, chính là muốn xử lý hết thảy mọi người ở nơi này. Cái này tuyệt không phải nói chuyện viển vông, cuồng loạn quá mạnh, nếu như trên thất bộ còn có thể lại có một cấp bậc, như vậy cuồng loạn chính là bát bộ, chỉ là thất bộ bất tử bất diệt, lúc này mới có thể dựa vào ưu thế nhân số cưỡng ép ngăn cản cuồng loạn. Dư tử tầm thường, ai có thể địch, đám người lâm lạc khẽ quát một tiếng, đánh tới xúc tu. Bành, một kích đụng nhau, lập tức tạo thành cơn bão năng lượng đáng sợ, cái kia ngay cả lục bộ cũng không muốn đụng chạm, ai cùng chạy tứ tán, nhưng một kích này của cuồng loạn cũng bị cản lại. Lăng Hàn tận mắt nhìn thấy, trong lòng kinh hãi thực lực thất bộ mạnh bao nhiêu hắn ít nhiều có chút hiểu nhưng mười tên thất bộ xuất thủ thế mà cũng chỉ miễn cưỡng ngăn lại một kích của cuồng loạn cuồng loạn này thật sự là quá mạnh khó trách đánh cho liên quân chỉ có liên tục bại lui oanh 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 chiến đấu kịch liệt phát động cuồng loạn không có cái gì cố kỵ chiến lược toàn bộ phát huy ở trước mặt dạng cường giả này ngay cả lang hàn cũng không có đất dụng võ chỉ có thể tránh 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 thối lui ra khỏi khu vực chiến đấu ngô trí hồng cùng huyết hồng thiên tôn cũng chạy tới 12 tên thất bộ liên thủ chiến cuồng loạn. Ở dưới cuồng oanh loạn tạc, thiên địa còn sót lại cuối cùng của viêm xương vị diện rất nhanh liền bị đánh thành mảnh nhỏ, một đạo hào quang phun trào, chiếu sáng thế giới âm u này. Hạch tâm vị diện, tất cả mọi người sững sờ, sau đó phản ứng lại. Lúc trước, hạch tâm của vị diện siêu cấp căn bản không thể tiếp cận, bởi vì có thể điều động toàn bộ năng lượng thiên địa, thật là đáng sợ, thất bộ bất diệt, nhưng lực lượng cũng có hạn mức cao nhất, sẽ bị ngăn ở bên ngoài. Nhưng bây giờ, Viêm xương vị diện cơ hồ không còn, hạch tâm vị diện lại như thế nào, không gạo sao có thể nấu cơm, điều động không được năng lượng thiên địa, chỉ có thể trở thành chất dinh dưỡng cho võ giả. Đương nhiên, hạch tâm vị diện này lại suy yếu cũng không phải người nào cũng có thể nhúng chạm, ít nhất cũng phải là thiên tôn, nếu không chạm thử sẽ bị năng lượng cuồng bạo đánh chết. Đoạt, đám người tự nhiên đều biết, mục đích mình tới đây đúng là vì hạch tâm vị diện, hiện tại bảo vật xuất hiện, vậy còn khách khí cái gì. Tranh đoạt bắt đầu bất kể là ai, đều toàn lực xuất thủ, muốn bắt hạch tâm vị diện liền chạy. Nhưng cơn bão năng lượng ở nơi này tuôn cuồn cuộn, tạo thành tấm chắn thiên nhiên, chàng diện lại càng thêm loạn, dù ai cũng không cách nào đắc thủ, chỉ thấy quang cầu kia nhảy lên ở trên bầu trời, không có lọt vào trong tay ai. Lang Hàn tự nhiên cũng đang toàn lực cướp đoạt, nguyên bản hắn hẳn là không có đối thủ, nhưng năm người xung viêm, phá nhà còn nhằm vào hắn, luôn luôn thỉnh thoảng đánh tới hắn một đạo công kích, mặc dù chỉ tiện tay, nhưng Lăng Hàn lại há có thể xem thường trang diện quá loạn nhưng vào lúc này một đạo hắc ảnh xuất hiện bành 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 chỗ nó qua tất cả mọi người đều bị chấn đến vỡ nát ngay cả cường giả lục bộ cũng không ngoại lệ nàng phóng về phía hạch tâm vị diện không ai có thể ngăn cản con người của lăng hàn lập tức siết chặt kia là tuyệt hòa ai có thể nghĩ tới nàng im tiếng biệt tích nhiều năm như vậy thế mà ở thời điểm này đột nhiên xuất hiện nàng rõ ràng đã là thất bộ còn muốn hạch tâm vị diện làm gì thất bộ thiên hạ đỉnh cao nhất, dù cầm đồ vật chân quý nhất trên đời cũng không có khả năng tiến thêm một bước. Cuồng loạn như bức như vậy, là bởi vì nó quá đặc biệt, thân hóa vị diện, mới có được thực lực nghiền ép thất bộ, những người khác coi như muốn từ bỏ thân sinh linh, trở thành vị diện cũng không có khả năng. Thất bộ đoạt hạch tâm vị diện, làm gì? Bất quá, tuyệt hỏa khẽ động như thế, lập tức để nàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bao quát cuồng loạn ở bên trong, tất cả thất bộ đều xuất thủ với nàng. Dù tuyệt hỏa chính là thất bộ, bất tử bất diệt, nhưng đối mặt nhiều thất bộ xuất thủ như vậy, nàng cũng chỉ có phần bị đánh bay. Nhưng trảo lực của nàng lại đánh ra ngoài, đánh vào hạch tâm vị diện, banh, lực lượng thất bộ kinh người cỡ nào, hạch tâm mất đi vị diện bảo hộ lộ ra cực kỳ yếu ớt, dưới một kích liền nổ tung. Hiu, hiu hiu hiu, vô số mảnh vỡ bắn về phía bốn phương tám hướng, to đến nắm đấm, nhỏ thì như hạt gạo. Một màn này cực kỳ ngoài ý liệu, nhưng chỉ nháy mắt, đám người liền bay nhào ra, đuổi theo những mảnh vỡ hạch tâm kia. Cái gì, là ngươi. Đám người xung viêm nhìn về phía tuyệt hỏa, chẳng ai không lộ ra kinh sợ. Thất bộ trí tôn, thiên băng địa liệt, vũ trụ hủy diệt lại như thế nào, bọn hắn bất diệt, cho nên, bọn hắn vĩnh viễn chấn định thong dong coi như phá nhạc thiên tôn bị lăng hàn đánh nổ phân thân, vậy cũng chỉ có phẫn nộ vô tận. Nhưng bây giờ, ngũ đại trí tôn thế mà như gặp quỷ, cái này quá ly kỳ. Diệt tuyệt, bọn hắn nghẹn ngào kêu lên, không thể tưởng tượng nổi. Cái gì, Lăng Hàn đang bay ra ngoài truy kích một khối hạch tâm vị diệt, nhưng nghe được năm người này kinh hô liền kém chút lảo đảo ngã sắp xuống. Tuyệt hỏa, chính là diệt tuyệt, khả năng sao? Chương 3357, khối vụn. Nếu như tuyệt hỏa chính là diệt tuyệt, vậy cuồng loạn bây giờ tính toán là cái gì? Mà nếu tuyệt hỏa không phải diệt tuyệt, năm vị thất bộ chí tôn sẽ cùng một chỗ nhận lầm người. Oanh, tuyệt hỏa cũng không trả lời, chỉ lấy thế công đáng sợ tiến hành đáp lại. Tiếng vang liên tục, Lăng hàn cái gì cũng nghe không tới hắn tự nhiên có thể giết trở về đi nghe tiếp đối thoại nhưng bây giờ làm sao có thời giờ cho hắn chỉ trong nháy mắt lăng hàn liền để xuống Hiếu kỳ tiếp tục đuổi về phía hạch tâm vị diện hắn nhất định phải giành giật từng giây nơi này người cạnh tranh thực sự quá nhiều hắn chỉ cần chậm một hồi bảo đảm cái gì cũng không vất được đuổi theo tốc độ của Lăng Hàn cực nhanh nhưng mảnh vỡ hạch tâm này chính là bị thất bộ đánh bay tốc độ vượt xa hắn một nháy mắt liền đã tan biến ở trong tầm mắt để Lăng Hàn chỉ có thể bằng vào quý tích bay tiến hành truy kích. Hậu phương, thất bộ trí tôn đại chiến oanh oanh liệt liệt, tạm thời ai cũng không có thời gian. Lăng Hàn trọn vẹn đuổi nửa ngày, phía trước cuối cùng xuất hiện khối vụn hạch tâm vị diện, lớn cỡ nắm tay, ở trong hư vô tản ra hào quang, vô cùng dễ thấy. Tốc độ của nó đương nhiên chậm lại, không thì Lăng Hàn làm sao có thể đuổi kịp. Chỉ kém một chút, Lăng Hàn tiếp tục truy kích, mắt thấy chỉ kém khoảng ba trượng, xoát, một bóng roi màu đen bất thình lình đánh về phía hắn đây là cuồng loạn phân thân, hừ, hiện tại ta cũng không sợ ngươi, Lăng Hàn lạnh lùng nói, ngưng quyền liền oanh, năm đó hắn ba phen mấy bận gặp được cuồng loạn phân thân, lần nào cũng chật vật mà chạy, nhưng bây giờ hắn đã là lục bộ đỉnh phong, tự nhiên không sợ. Bành, một quyền của hắn đánh vào bóng roi, lực lượng đáng sợ lập tức phản chấn trở lại, để thân hình của hắn run rẩy nhưng xúc tu của cuồng loạn cũng run rẩy dữ dội, đồng dạng không dễ chịu. Lăng Hàn hít một hơi thật sâu, cái này dù sao cũng là một đạo phân thân của cuồng loạn, liền không kém gì hắn. Đến đánh đi, hắn chiến ý đại sinh, trải qua nhiều năm tu luyện như vậy, hắn rốt cuộc không cần lại sợ cuồng loạn. Dù đây chỉ là một phân thân, banh banh bang hắn cùng xúc tu của cuồng loạn kịch chiến, ký hiệu cấp 7 toàn bộ vận chuyển, hắn phải nhanh một chút xử lý cuồng loạn phân thân, cướp hạch tâm vị diện đến tay, không thì trời mới biết lại sẽ phát sinh cái gì. Hắn toàn lực ứng phó, thiên tôn ký hiệu gia trì, lực lượng của hắn lập tức tăng vọt 2.000 lần vị diện trong cơ thể cũng toàn bộ phóng thích ra nhiều đến ngàn cái chiến lược này thực sự khủng bố tuyệt đối là đệ nhất nhân dưới thất bộ đối mặt lăng hàn cường đại như thế ngay cả cuồng loạn cũng không thể địch đạo phân thân này rất nhanh liền bị đánh bạo lăng hàn thu hồi vị diện đình chỉ vận chuyển thiên tôn ký hiệu lần nữa cất bước về phía mảnh vỡ của hạch tâm vị diện hà hắn rất nhanh liền bắt được ở trong hư không cũng có một người đuổi theo mục tiêu trực chỉ mảnh vỡ hạch tâm phía trước người cạnh tranh lăng hàn không sợ chỉ cần không phải thất bộ ai cũng đoạt không qua hắn khi người này tiếp cận một chút lăng hàn lại lộ ra sát khí kia là vạn ảnh thiên tôn lúc trước muốn thẩm vấn hắn thông đồng với địch là có vạn ảnh kim tàm ba người nhạc bác dung nhảy nhất hoan hiện tại nhạc bác dung đã bị hắn xử lý mà kim tàm vạn ảnh lăng hàn cũng không có tính toán buông tha có thù đương nhiên phải báo thù khách khí cái gì thế đi của khối vụn hạch tâm đã hết Lăng Hàn đưa tay bắt lấy, thu lại. Giao ra?" Vạn Ảnh Thiên Tôn ở phía sau kêu lên, nhưng khi hắn phát hiện phía trước là Lăng Hàn, lại không nói hai lời, trực tiếp xoay người rời đi. "Cái này thật quả quyết." Lăng Hàn kinh ngạc, không nghĩ tới Vạn Ảnh cư nhiên sợ chết như thế. Nhưng suy nghĩ lại một chút, trước đó hắn một kích liền đánh bay Phong vô định, thực lực này đã không ai có thể so, Vạn Ảnh biết rõ hắn cường đại như vậy, chẳng lẽ còn sẽ chạy tới chịu chết. Hắn cùng Lăng Hàn cũng không phải hảo bằng Hữu A. À có thể trở thành lục bộ, chẳng lẽ còn không thể làm đến lấy lên được, thả xuống được sao? Lại nói, đây chỉ là một mảnh vỡ hạch tâm trong đó, cũng không phải không chiếm được khối này liền một chút hí kịch cũng bị mất. Tốc độ của lục bộ nhanh bực nào, vạn ảnh đi nhanh chóng, căn bản không cho Lăng Hàn có bất kỳ cơ hội truy kích. Khóe miệng của Lăng Hàn dần dần lộ ra nụ cười, chạy lại như thế nào, chỉ cần hắn có được chiến lược thất bộ, muốn giết vạn ảnh không phải sự tình rỗi tay sao. Thằng nhãi danh, gầm lên giận dữ, trời xanh vỡ nát, lực lượng kinh khủng cuồn cuộn mà tới. Phá nhạc thiên tôn, hắn thế mà giết tới đây, lão thất phu, lăng hàn thầm mắng một câu, lão gia hỏa này không hảo hảo đi đối phó cuồng loạn, thế mà chạy tới chuyên môn đối phó mình. Thật đúng là khí lượng nhỏ hẹp, nhưng hắn không chút do so dự, lập tức xé mở hư không, chỉ cần hắn có được chiến lược thất bộ, liền có thể tiến vào chỗ sâu của nguyên thế giới đời trước, đạt được đại dược vô tận, để tu vi cấp tốc dảo bước tiến lên lục bộ thậm chí thất bộ, đến lúc đó treo đánh phá nhạc thiên tôn tự nhiên giống như chơi đùa. Đi, Lăng Hàn cũng cực kỳ quả quyết, lập tức trốn vào hư không. Rất nhanh, hắn liền lợi dụng lực lượng vị diện trong cơ thể chỉ dẫn, lần nữa về tới huyền mạc vị diện. Lăng Hàn tìm được nữ hoàng cùng hổ nữ, tiếp xuống hắn sẽ bắt đầu bế quan, không thành ngũ bộ sẽ không xuất hiện, cho nên tự nhiên phải để nữ hoàng cùng hổ nữ biết. Sau đó, hắn bắt đầu bế quan, hắn lấy ra hạch tâm vị diện, tay đặt ở phía trên, lập tức liền có một cỗ lực lượng thần dị truyền tới, banh, 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 phát ra cửa chiến, để hắn nhìn thấy thế giới trở nên khác biệt, cảnh vật khác đều phai nhạt xuống, chỉ có vô số hạt lấm ta lấm tấm. Hạt bản nguyên, bất quá, Lăng Hàn đã có được ba loại hạt bản nguyên, bọn chúng cực kỳ bài xích hạt bản nguyên khác, bởi vậy, chỉ có ba loại hạt là vô cùng rõ ràng, ba loại khác thì mơ hồ, không cách nào thấy rõ, không cách nào chạm được. Từ tứ bộ đến ngũ bộ, cái này vốn vô cùng khó khăn, dù đối với vạn cổ đệ nhất thiên kiêu như Lăng Hàn cũng như vậy. Hắn quyết tâm lợi dụng Hạch Tâm Vị Diện đi cộng minh để ba loại hạt khác trở nên rõ ràng. Tốc độ tiến cảnh chậm không hợp thói thường, không có cách, dù sao Lăng Hàn đạt được cũng chỉ là một mảnh vụn của Hạch Tâm Vị Diện, mặc dù đã coi như lớn, nhưng dù sao không phải hoàn chỉnh. Chương 3358, ngũ bộ, Lăng Hàn đối với mình tràn ngập lòng tin, hắn cần chỉ là một cái dẫn dắt. Hắn buông xuống tâm thắng bại bình tĩnh bản tâm, cái này là nhờ vào gần vài ức năm nay sống bình thường, để lăng hàn tĩnh xuống được. Thời gian chậm rãi qua đi, 10 năm, trăm năm, ngàn năm, lăng hàn lại quên lãng hết thảy, cùng hạch tâm vị diện giao hòa, cùng thiên địa cộng minh. Nhoáng một cái, đã 900 triệu năm trôi qua, mảnh vỡ hạch tâm trong tay lăng hàn đã không còn phát quang, cái này vốn chỉ là một mảnh vụn, hiện tại năng lượng hao hết, trở thành một tảng đá vô dụng. Nhưng lăng hàn lại như cũ ở trong tham ngộ cấp độ sâu, khối mảnh vỡ hạch tâm vị diện này đã làm ra tác dụng, hiện tại Lăng Hàn chỉ có thể dựa vào mình. Thiên tôn tăng lên một bước, nói khó rất khó, bởi vì mấy kỷ nguyên xuống cũng chưa chắc có thể phóng ra một bước, nhưng nói dễ cũng dễ, bởi vì chỉ cần cảm ứng được một loại hạt bản nguyên, vậy thì có thể phóng ra một bước mấu chốt. Ở trong thức hải của Lăng Hàn, ba loại hạt bản nguyên từ cực kỳ mơ hồ trở nên đậm hơn rất nhiều, nhưng vẫn không có toàn bộ diễn hóa xuất hiện. Lăng Hàn rất muốn một hơi nắm giữ ba loại hạt bản nguyên, nhưng đây là không thực tế, thật muốn làm như vậy chỉ có thể là không thu hoạch được gì cho nên hắn lựa chọn một loại trong đó tiến hành cảm ngộ thời gian lần nữa vội vàng mà qua loại hạt này ở trong thức hải của hắn cũng càng ngày càng rõ ràng thậm chí có thể đụng tay đến được rồi lang hàn bỗng nhiên mở hai mắt ra ông xung quanh người hắn năng lượng sôi trào hóa thành thực chất hai tay của hắn dẫn dắt lập tức có từng đạo lực lượng thần bí tiến vào trong cơ thể của hắn oanh thân thể lang hàn nổi lên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đừng nhìn vẻn vẹn chỉ là một tia mà thôi, lại mang đến biến chất, bởi vì đây là loại lực lượng bản nguyên thứ tư. Nạp tử, lang hàn không có trước tiên kết thúc bế quan, bởi vì có thể cảm ứng được loại hạt bản nguyên thứ tư chỉ là bước ra bước then chốt, nhưng thực lực của hắn không có xuất hiện biến chất. Hắn nhịn xuống, không ngừng rút ra nạp tử, rèn luyện thân thể của mình. Cảnh giới mở ra, lực lượng hạn mức của hắn cũng đi theo mở ra, có thể dung nạp càng nhiều lực lượng, tổng số vị diện cũng lập tức đạt đến hơn vạn. Hắn hiện tại có thể tăng mỗi một vị diện lên tới cao cấp, nhưng cần thời gian. Cơ hồ dài đến vô hạn, có lẽ, mấy trăm kỷ nguyên sau, những vị diện này mới có thể đạt tới cực hạn. Đây vẫn chỉ là vị diện cao cấp, lại đến vị diện siêu cấp thì sao? Có lẽ mãi mãi cũng không đạt được, bảy ức năm qua đi, lăng hàn cuối cùng ngừng lại. Hắn đứng người lên, lộ ra lòng tin vô tận, chiến lược thất bộ, vô địch khắp thiên hạ nên đi cứu con trai, nữ nhi rồi. Lăng Hàn xuất quan, nữ hoàng cùng hổ nữ trước tiên tới, đều tràn đầy kinh hỉ. Lăng Hàn, người thành công rồi. Hổ nữ hỏi, Lăng Hàn gật đầu nói. Hiện tại ta đi tiếp kiến tuyết, khi nhi trở lại, các ngươi lại chỗ này chờ ta. Hai nữ đều gật đầu, ngay cả hổ nữ cũng không có tùy hứng. Các nàng biết, mặc dù hiện tại Lăng Hàn có được chiến lược thất bộ, nhưng không có khí lực bất tử bất diệt của thất bộ, đối chiến đám người xung viêm, phá nhạc thiên tôn y nguyên ăn thiệt thòi, cho nên các nàng tuyệt không thể thêm phiền phức cho Lăng Hàn. Lăng Hàn xuất động, tiến về Tây Vân Thiên, rất xa, nhưng đối với thất bộ mà nói, chỉ cần ở trong vị diện này, như vậy vô luận bao xa cũng chỉ là sự tình bước mấy lần, bất quá hơn một canh giờ, Lăng Hàn liền đi tới khu vực này. Sau đó là Bách Sương Cốc, nơi này bao trùm lấy sương mù thật dày, quỷ dị chính là, sương này có màu trắng còn có màu đen, thậm chí còn có màu hồng, ở trên bầu trời nghiêng nhìn, cái này tựa như một tấm rèn, cực kỳ lộng lẫy bách xương cốc rất lớn, Lang Hàn buông ra thần thức tìm kiếm, nhưng hắn cực kỳ cẩn thận, khống chế thần thức chậm rãi tìm kiếm, nơi này khẳng định có thất bộ tỏa chấn, có thể không kinh động tốt nhất đừng kinh động, lần này là cứu người làm chủ. Sau khi cứu người ra, hắn sẽ đi nguyên thế giới đời trước, đào ra càng nhiều đại dược, để cho mình mau chóng dảo bước tiến lên lục bộ, đến lúc đó, thất bộ cũng có thể chân áp. Tìm được, rất nhanh Lăng Hàn liền khóa chặt mấy đạo khí tức, cùng hắn có huyết mạch liên hệ. Hắn lặng yên mà động, mấy tức sau, hắn liền đến một u cốc, đang có hơn 10 người ngồi xếp bằng. Lăng Kiến Tuyết, Lăng Hy, Phù Thiên Hành, Vũ Hoàng, Duyên Sinh Thiên Tôn, Đại Hắc Cẩu. Đúng là hậu đại, đồ đệ cùng huynh đệ bằng hữu của hắn. Mặc dù bị nhốt ở đây, nhưng những người này hiển nhiên không có cam chịu, không có buông tu luyện xuống, Lăng Hy cùng Phù Thiên Hành càng là cái sau vượt cái trước, bước vào tứ bộ, mà Lăng Kiến Tuyết thì tam bộ, Lăng Phi Phạm là nhị bộ. Nhà mình có thể ra nhiều thiên tôn như vậy, cực kỳ kinh người. Phú Hoàng, duyên sinh thiên tôn thì vẫn là tam bộ, đại hắc cầu không thể dảo bước tiến lên tam bộ, tựa hồ nhị bộ chính là cực hạn của nó. Ừm, Lăng Hy cùng Phù Thiên Hành đột nhiên mở mắt, đây là bởi vì Lăng Hàn ở dưới kích động thoáng lưu chuyển ra một chút khí thức bản thân. Như thế nào, Lăng Kiến tuyết hỏi, tu vi của hắn hơi yếu, không thể phát giác được cái gì. Có người đang dòm ngó chúng ta, Lăng Hy dùng thần niệm nói, ánh mắt của Lăng Kiến tuyết vẩy một cái, hư một tiếng, bọn hắn đã ở dưới thềm. Ai còn dám thì bọn hắn? Không muốn giấu đầu lộ đuôi, xuất hiện đi." Lăng Phi phàm nghiêm nghị quát, Lăng Hàn thở dài, vốn còn muốn lặng lẽ đến, lặng lẽ đi, hiện tại ngược lại tốt, bị Lăng Phi phàm quát như thế, đoán chừng sẽ kinh động lão quái vật trấn giữ nơi này. Hắn đi ra, cười nói, "Ngươi nhỏ giọng một chút sẽ chết sao?" Lăng Phi phàm sững sờ, sau đó lộ ra vẻ kinh hỉ. "Lão gia tử, lại là ngươi, thế nào, không chào đón ta?" Lăng Hàn trợn mắt nhìn sang Vậy ta đi a à, cha, lăng kiến tuyết cùng lăng hy đều kêu lên, đồng dạng cực kỳ kinh hỉ. Tứ đệ, tiểu hàn tử, bọn hắn biết, lăng hàn đã tới, vậy khẳng định là tới cứu bọn hắn, hơn nữa tất nhiên có nắm chắc cực lớn. Bái kiến sư phụ, phù thiên hành vội vàng quỳ xuống, lăng hàn nhấc nhấc tay nói, ôn chuyện có thể từ từ, hiện tại rời khỏi nơi này trước. Hư, đã tới, còn muốn đi, thanh âm lạnh lùng vang lên, phá nhạc thiên tôn xuất hiện chương 3359, chiến phá nhạc. Phá nhạc thiên tôn xuất hiện, lạnh lùng nhìn chằm chằm lăng hàn, trong ánh mắt tràn đầy hàn ý. Thất bộ, không gì làm không được, nhưng lăng hàn lại ba phen mấy bận từ từ trong tay của hắn chạy trốn, thậm chí còn đánh nổ một bộ phân thân của hắn, với hắn mà nói, đây là nhục nhã chưa từng có. Huống hồ, lăng hàn còn có thể uy hiếp được địa vị thiên mệnh tử của phong vô địch, để hắn càng muốn xóa đi lăng hàn. Bố cục nhiều năm như vậy, ác tử này rốt cục nhập hố, lăng hàn nhoẻn miệng cười thối lão quỷ đã lâu không gặp người vẫn làm người chán ghét như vậy không phải sao bọn hắn một nhà đoàn tụ người đến chọc gậy làm gì hư bản tôn sẽ ở trước mặt ngươi giết chết những người này nhìn ngươi còn cười được thế nào phá nhạc thiên tôn lạnh lùng nói mặc dù hắn nói là mệnh của mấy thiên tôn nhưng trên mặt lại không chút biểu tình phảng phất như đây chẳng qua là am miêu a cẩu biểu lộ của lăng hàn cũng không khỏi lạnh lùng điềm nhiên nói lão cẩu ngươi là ngại chết không đủ nhanh sao phá nhạc thiên tôn hừ một tiếng sẽ không tiếp tục cùng lăng hàn nói nhảm chẳng lẽ để hắn một thất bộ đấu khẩu với người sao hắn xuất thủ nhưng không phải nhằm vào lăng hàn mà chụp vào lăng hy đã nói muốn ở trước mặt lăng hàn giết chết những người khác thất bộ nói há sẽ nói đùa cút lăng hàn hét lớn một tiếng đấm ra một quyền đón lấy phá nhạc oanh trong chấn động kịch liệt một kích này của phá nhạc thiên tôn bị lăng hàn hóa giải nhưng cũng không phải hoàn toàn địch nổi bởi vì một kích này chỉ là bị đánh sai lệch, mà không phải hoàn toàn tiêu tán. Không có cách, chiến lược của Lăng Hàn chỉ vừa mới nhảy vào thất bộ, tựa như lúc trước Chu Hằng cùng Sở Hạo mới đột phá, về mặt lực lượng khẳng định là không địch lại đám người phá nhạc, mà Lăng Hàn còn có một thế yếu càng lớn, đó chính là khí lực của hắn còn không đạt đến tình trạng bất tử bất diệt. Các ngươi đi trước, Lăng Hàn nói, hắn về mặt lực lượng yếu hơn phá nhạc, càng không có át chủ bài bất tử, đánh lâu tất thua thiệt. Mà lần này hành động mục đích đúng là nghĩ cách cứu viện nếu như đã thành công, cần gì phải dây dưa. Phá nhạc khẳng định phải giết, nhưng không thể là hiện tại. Bọn người Lăng Hy gật đầu, biết lưu lại cũng giúp không được cái gì, sẽ chỉ ngáng chân sau của Lăng Hàn, đều nhao nhao rời đi. Tiểu Hàn Tử, đánh chết lão già chết tiệt này, Đại Hắc Cẩu vẫn không quên cho phá nhạc thiên tôn một ngạt. Quả nhiên, nghe nói như thế, sắc mặt của phá nhạc thiên tôn không khỏi biến thành đen, hắn vạn lần không ngờ, con Hắc Cẩu này trước đó một mực biểu hiện ngoan ngoãn, nhưng thời điểm thoát thân liền lộ ra tiện tính. Sớm biết, hắn nên một tay chụp chết. Hôm nay, ai cũng chạy không được. Hắn lạnh lùng nói, lực lượng thất bộ mở ra, hắn muốn đại khai sát giới. Chạy em gái ngươi, Lăng Hàn hét lớn một tiếng, vọt tới, vung quyền nộ kích. Phá nhà căn bản không để ý, hắn là thất bộ chân chính, bất tử bất diệt, coi như bị Lăng Hàn oanh chúng mấy lần lại như thế nào. Đừng nói Lăng Hàn chỉ vừa mới có được chiến lược thất bộ, dù cuồng loạn khủng bố như vậy cũng không cách nào giết chết hắn có được hay không. Hắn liều mạng ăn một kích này, cũng không cho đám người lăng hy đào tẩu, nếu không chẳng phải là để thất bộ nuốt lời. Bành, một quyền nổ kích, phá nhạc không tự chủ được lệch người, bay về phía khác. Oanh, hắn đánh ra công kích tự nhiên cũng không hiểu tự tiêu, chính xác cũng kém quá xa. Thừa cơ hội này, đám người lăng hy đã trốn xa, tốc độ của thiên tôn nhanh bực nào, một bước có thể đi bao xa. Phá nhạc bỏ lỡ cơ hội này, mặt mũi không khỏi tràn đầy giận dữ. Đừng nói bước vào thất bộ, coi như thời điểm hắn vừa mới trở thành thiên tôn, đó cũng là nói ra như pháp, thiên địa cũng phải nghiêm túc tuân theo. Nhưng ở trước mặt Lăng Hàn, uy nghiêm của thất bộ tựa hồ không dùng được. Muốn giết Lăng Hàn, không được, muốn giết người bên cạnh Lăng Hàn, cũng không được, có khó như vậy giết sao? Hừ, đúng là để ngươi có thành tựu, thật sự là biết vậy chẳng làm. Phá Nhạc lạnh lùng nói, kỳ thật hắn có thật nhiều cơ hội xử lý Lăng Hàn chỉ là mới đầu căn bản không có khả năng để Lăng Hàn ở trong lòng, thời điểm có chút sát ý lại bị Lâm Lạc ngăn cản, đợi kiên định ý nghĩ muốn giết, Lăng Hàn lại chạy không còn hình bóng. Hiện tại Lăng Hàn trở về, lại có được chiến lược thất bộ, còn muốn giết, khó, cực kỳ khó. Lăng Hàn cười ha ha, cha ngươi cũng khẳng định rất hối hận, làm sao lại sinh một súc sinh như ngươi a? Má, dù ý chí của phá nhạc đã sớm không vì ngoại vật mà thay đổi, nghe vậy ra mặt vẫn co quắp, lời này lực sát thương có chút lớn. Tiểu tử này, miệng cũng quá độc đi, đường đường thiên tôn, có mắng chửi người như thế sao? Lăng Hàn mở miệng được, hắn lại quý thanh danh, tự trọng hình tượng, tuyệt không có khả năng cùng Lăng Hàn mắng nhau, vậy thành cái dạng gì? Tốt, 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 hắn lành lạnh nói, trong hai mắt phun ra hỏa diễm, sáu loại lực lượng bản nguyên kịch liệt va chạm hình thành nghiệp hỏa vô thượng, ngay cả lục bộ chạm vào cũng trọng thương. Hắn không nói thêm gì nữa, mà xuất thủ, nói đến công phu miệng lưỡi, có thể cùng Lăng Hàn liều chỉ có đại hắc cẩu. Oanh, thất bộ nổi giận, một kích đánh tới, thật là đáng sợ. Lăng Hàn sao dám chủ quan, tất cả ký hiệu cấp 7 toàn bộ vận chuyển, đánh về phía phá nhạc. Hắn không thể có một chút xíu sơ suất, dù sao cũng không có thân thể bất tử a. À. Hai người đối oanh một kích, tạo thành nổ lớn đáng sợ, dư ba chấn động, toàn bộ bách xương cốc hoàn toàn tan vỡ. Nơi này bị phá nhạc lấy bí lực củng cố, ngay cả lục bộ toàn lực khai chiến, nhiều lắm cũng chỉ đánh rất mấy tảng đá, không có khả năng hình thành phá hư bao lớn, nhưng ở trước mặt lực lượng thất bộ, đây là thùng rỗng kêu to, một kích liền bị phá hư hầu như không còn. Phá nhạc cũng ở dưới một kích này rút lui hơn trăm dặm, nhưng toàn thân có quang hoa vô tận chấp động, sáu loại lực lượng bản nguyên tạo thành sáu cánh bàng, cùng nhau cổ động, tạo thành lực đẩy ngược to lớn, để hắn vững chắc thân hình, không tiếp tục rút lui nữa. Chết, hắn chấn động hai cánh, thân hình lập tức cuốn ngược, nhanh đến mức không cách nào hình dung. Đây chính là thất bộ, Lăng Hàn vận chuyển ký hiệu cấp 7 tổ hợp, kỳ thật đã ở mặt lực lượng vượt qua phá nhạc, dù sao thất bộ sơ kỳ cùng đỉnh phong lực lượng tranh lệch tuyệt đối không có khủng bố đến 2.000 lần.